Rồi cô đã cảm ơn Tiến Được, cô cảm ơn Hoàng Oanh. Rồi cô xin mời các bạn khác, chúng ta cùng bật lên. Bởi vì là chúng ta học online mà chúng ta nên, cô với các em chúng ta nên được biết nhau. Cô được biết là Hoàng Oanh, Tiến Được, rồi Tuấn Dũng, Thành Đạt, Thái. Và hiện nay chúng ta có 44 em đã có mặt rồi. Nhân, cô đã nhìn thấy Nhân, rồi cả Đoàn Thao, Mai Ngọc, Đoàn Thảo, Thảo hay Thao em? Đầu Giờ tiên, thao rồi cảm ơn em. Đầu tiên các em vui lòng điều chỉnh lại cái tên của mình theo đúng cái thứ tự tên của các em. Ví dụ như Mai Ngọc, Đoàn Thao này, các em có cả dấu. Rồi chỗ này là Hảo, Nguyễn Văn thì em có thể vui lòng đặt lại tên giúp cô là Nguyễn Văn Hảo, để cô có thể gọi tên các em một cách đầy đủ và chính xác nhất. Bành Việt Hưng này, rồi Nguyễn Tuấn Dũng, các em vui lòng có cái tên, có cái dấu á, thì cô đọc cho nó kỹ. Rồi Hảo, Hảo điều chỉnh lại tên em, Nguyễn Văn Hảo thay vì Hảo Nguyễn Văn. Để cô đọc Vũ Vũ Khánh Quốc đúng không, hay là Vũ Quốc Khánh? Em là Vũ Khánh Quốc hay Vũ Quốc Khánh? Rồi Vũ Vũ Khánh Quốc đúng không? Vũ Khánh Quốc, rồi đúng như tên của Khánh Quốc ở đây rồi. Rồi cô đầu tiên cô xin chào tất cả các em trong lớp đã đến với cái buổi học của cái môn học tư duy hệ thống. Thì để chuẩn bị cho cái buổi học ngày hôm nay thì bây giờ cô xin mời các em chúng ta cùng mở, ở đây cô sẽ trình chiếu lên. Cũng là một cái sự thử nghiệm xem là liệu âm thanh và cái những cái sự trình chiếu của cô có đến được với các em hay không. Rồi, cô đã nhận được thông tin của Trần Anh Thư Nguyễn hay là Trần Nguyễn Thư Anh, em có thể đặt lại tên giúp cô để cô có thể. Rồi, các em có nhìn thấy cái file cô trình chiếu không? Dạ có ạ. À, rồi cảm ơn các em, như vậy là cái hình ảnh cô trình chiếu. Cái giọng của cô như vậy đối với các em nghe có được không? Để cô có thể điều chỉnh to hơn hoặc là nhỏ hơn. Âm thanh như vậy đến với các em đã ổn chưa? Giọng của cô khiến các em có thể nghe rõ được không? Dạ có. À, rồi như vậy là cô sẽ cảm ơn các em. Bài đầu tiên thì các em hãy mở cái trang FHQX. À, rồi thì trang FHQX này ạ thì cô đã gửi tới các em các cái nguồn học liệu để phục vụ cho quá trình học tập. Đây được xem là cái hệ thống quản lý học tập LMS. Chủ đạo trong cái quá trình mà cô với các em liên lạc để phục vụ cho cái quá trình về học liệu của môn học. Thì trước hết thì cô có gửi các em cái thông báo về việc học online. Chúng ta sẽ có 2 cái tuần học online theo cái thông báo của nhà trường. Tình hình nếu mà những cái thứ thay đổi gì thì chúng ta cũng cứ làm theo cái quy định của nhà trường thôi. Thì trong cái này thì bây giờ cô đề nghị các em hiện nay là có 47 em, chúng ta sẽ mở cái file có tên gọi là file 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 điền thông tin này. Đấy, file điền thông tin. Thì trong cái file điền thông tin này thì hiện nay cô đã thấy các bạn sinh viên trong lớp, phần nhiều các em đã điền các cái thông tin ở đây. Các cái thông tin điền ở đây á chỉ nhằm mục đích duy nhất là phục vụ cho quá trình kết nối của cô đối với các em và của các em với nhau thông qua quá trình học tập. Đó. Bởi vì môn học của chúng ta sau này, lát nữa cô sẽ giới thiệu với các em, chúng ta không có các kỳ thi, không có thi giữa kỳ và không có thi cuối kỳ, mà chúng ta chỉ có các cái bài tập, một số các bài tập làm việc với nhau để chúng ta tính điểm quá trình và tính điểm cuối kỳ. Vì vậy nếu các em không cung cấp các cái thông tin cá nhân thì sau này các bạn khi được giao làm các cái nhiệm vụ nhóm với nhau thì chúng ta sẽ không liên lạc được các thành viên trong nhóm. Ví dụ như là cô giao nhóm của bạn Thành An với bạn Thùy Dương chẳng hạn. Thế Thành An thì bây giờ muốn muốn liên hệ Thùy Dương muốn liên hệ với Thành An thì đã có di động rồi hoặc là cái Facebook hoặc Zalo, nhưng mà An mà muốn liên hệ với Dương thì sẽ không có thông tin. Cô lấy ví dụ như vậy, sau đó các em vui lòng bổ sung thông tin. Và thông tin này nếu các em muốn tìm kiếm thông tin của bạn học hoặc là để liên hệ thì các em cứ vào cái trang này, cô sẽ để cái trang này đến khi chúng ta kết thúc cái học kỳ của chúng ta. À, sau đó thì hết học kỳ thì chúng ta sẽ hết. Rồi, đó là cái công việc đầu tiên. Các em hiện nay cô đang nhìn thấy rất nhiều em đang bổ sung thông tin kịp thời. Cảm ơn các em. Bây giờ một cái nữa, ngoài cái bảng thông tin này thì bây giờ các em hãy cùng cô là download các cái tài liệu như sau. Chúng ta xuống này.
Rồi, các em hãy download các cái tài liệu như sau. Tài liệu thứ nhất. Cô xin lỗi các em. Rồi. Cảm ơn các em đã nhắc cô, bởi vì khi là cô vừa bị bấm nhầm vào cái nút, đâm ra là nó bị rời khỏi cái trang này, cô mở lại thì nó không hiện lên. Rồi, các em lưu ý này, học tập ở đại học khác so với học tập ở phổ thông. Theo cái danh sách mà cô nhận được của nhà trường á, thì hầu hết các bạn sinh viên trong lớp của chúng ta đều sinh năm 2003. 2003, nghĩa là các em kém cậu con trai lớn nhà cô 1 tuổi. Con trai lớn nhà cô sinh năm 2002 và hiện nay thì đang học y khoa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hơn các em một chút xíu. Vì vậy cô cũng có được cái sự thấu hiểu về đặc điểm lứa tuổi và biết đâu đó thì cô cũng bằng tuổi cha mẹ các em ở nhà thôi. Vì vậy là cô rất mong các em trong lớp và thấu hiểu được các em trong lớp những khó khăn khi các em chuyển từ học phổ thông sang học đại học. Và cái cách hỗ trợ các em tốt nhất đó chính là cái cách là phải hướng dẫn các em đầy đủ về môn học, để định hướng các em về các cái nội dung, các cái phương pháp học tập trước khi các em bắt tay vào học. Đây cũng là một cái kinh nghiệm để các em có thể áp dụng chúng cho nhiều môn học khác. Rồi, vì vậy là các em không chỉ là xem cái giới thiệu về môn học, đề cương môn học, đây là hai công việc theo cô bắt đầu một môn học các em cần phải thực hiện. Rồi thứ nữa là các em phải lấy cái tài liệu nữa là cái bài tập nhập môn tư duy hệ thống. Rồi các em thấy là cô đã gửi cái này lên với các em và có hướng dẫn cụ thể. Và cô đã mở cái trang assignment cho các em là cái bài tập này là bài tập cá nhân. Ngày hôm nay sau khi các em nghe cô giảng bài á, thì các em sẽ ghi lại các cái thông tin và trả lời giúp cô các câu hỏi. Các câu hỏi này không nhằm một mục đích gì cả. Các câu hỏi này thì nó hướng tới hai cái điều. Cái điều thứ nhất là những cái thông tin mà cô chia sẻ với các em trong buổi học ngày hôm nay liệu có đủ cái về độ rõ nghĩa hay không, và cái mức độ lĩnh hội của các em có đầy đủ hay không. Thì dựa trên các cái thông tin như vậy thì cô sẽ căn cứ vào kết quả của các em thì cô sẽ có cái sự điều chỉnh bản thân mình. Ví dụ cô sẽ nếu các cái thông tin mà các em trả lời các câu hỏi này không chính xác nhiều thì cô sẽ thấy rằng là cái cách diễn đạt của cô chưa ổn. Rồi nếu mà những cái sự trả lời các câu hỏi này của em nó không đi vào trọng tâm thì cô phải điều chỉnh lại, không những về mặt nội dung mà cô còn điều chỉnh lại cả mặt cái phương pháp để thực hiện cái hoạt động dạy học đối với các em. Sau đó là cô mong các em chúng ta sẽ cùng cô trả lời 5 cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái môn học này sẽ trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng gì? Đó, ngay sau đây cô sẽ hướng dẫn các em những kiến thức và kỹ năng của môn học mà các em sẽ đạt được sau khi kết thúc môn học này. Đấy. Và chính bởi vì cái định hướng như này sẽ giúp cho các em nhận diện rằng tại sao thì chúng ta nên học cái môn tư duy hệ thống. Rồi, thứ nữa là các em trả lời giúp cô câu hỏi số 2 là vậy cái môn học này thì các em học cái nội dung gì? Đó, như vậy đối với các bạn sinh viên, trước khi bắt đầu học một môn học, các bạn phải tìm hiểu giúp cô thật kỹ hai cái vấn đề về mặt nội dung. Đấy. Các em sẽ đạt được gì khi học một môn học và các em học những cái thứ gì để sau này các em cứ định hướng công việc của các em và các em có khả năng kiểm tra liệu giáo viên có trang bị đầy đủ những cái nội dung này cho các em hay không. Nếu chưa đầy đủ thì các em phải có những cái trao đổi với giáo viên để giáo viên có thể đảm bảo được toàn bộ chương trình cho các em. Rồi tiếp theo câu hỏi số 3 này, khi mà dạy học cái môn học này á thì lát nữa cô sẽ phân tích với các em, cô sẽ sử dụng rất nhiều các cái phương pháp dạy học tích cực và kích thích các em trải nghiệm, bởi vì một hệ thống mà các em không trải nghiệm chúng thì các em không xác định được thế nào là hệ thống. Do đó thì khi mà cô áp dụng các phương pháp đó thì theo em các em nên có hành động học tập nào? Câu hỏi số 3, tự các em cảm nhận được cái chuyện đó. Rồi tiếp theo là vậy
Theo em thì những cái biện pháp nào, em hãy đưa ra một số các cái biện pháp theo em là tốt nhất để em có đạt được cái kết quả học tập môn học này tốt nhất. Và cái kinh nghiệm dạy học của cô nhiều năm cho thấy là những sinh viên nào mà tham dự đầy đủ các cái bài tập quá trình và được thực hiện và nghe các hướng dẫn làm bài tiểu luận cuối kỳ một cách cẩn thận và có trách nhiệm thì đều là những sinh viên đạt cái mức điểm khoảng từ 8 tới 10 điểm của một môn học. Những sinh viên nào mà không tham dự đầy đủ các bài tập hoặc không làm các bài tập cùng với các bạn trong lớp thì đều là những sinh viên mà không hoàn thành được môn học. Tuy nhiên, trong lớp học của cô thì tỷ lệ sinh viên không hoàn thành môn học là rất thấp, chỉ trừ những bạn đã không học môn học này mà thôi. Rồi, câu hỏi số 5 là mong muốn của em đối với môn học này là gì? Và cô nên làm gì để giúp các em đạt được cái mong muốn đó? Đây là 5 câu hỏi mà cô mong muốn các em trả lời. Sau khi các em trả lời xong cái câu hỏi này, các em vui lòng ghi tên của các em ở đây. Và sau khi các em ghi tên xong thì các em sẽ nộp lại lên trên hệ thống cái bài tập này. Và cô khuyến khích các em là chúng ta hoàn thành ngay trong ngày hôm nay để dành thời gian học những cái thứ khác nữa, là trước 20 giờ ngày 17 tháng 2, tức là ngày hôm nay. Rồi đó là cái công việc đầu tiên mà các bạn hãy download cái tài liệu này xuống. Rồi cái công việc số 2, các bạn download một tài liệu nữa xuống, là cô sẽ hướng dẫn các em. Các em cũng giống như con của cô, khi vào học đại học gặp rất nhiều khó khăn bởi vì mang cái cách học phổ thông và học đại học. Do đó dù học phổ thông đạt kết quả tốt nhưng khi học đại học thì có thể gặp nhiều khó khăn và kết quả chưa được như ý của mình. Kết quả các em học kỳ 1 có thể chưa tốt như mong muốn của các em, nhưng điều đó không có nghĩa là các em không có năng lực học tập đại học. Thực ra các em có năng lực học tập đại học nhưng các em không biết cách học đại học. Do vậy, cô sẽ hướng dẫn các em và cũng thông qua hướng dẫn các em và kết quả của các em để từ đó cô điều chỉnh cái cách dạy của cô để phù hợp với các em làm trong buổi học ngày hôm nay. Là cô sẽ hướng dẫn các em làm một cái trắc nghiệm phong cách học tập để các em tự mình khám phá xem học ở đại học thì em nên học theo cách nào. Cô tin rằng tại trường Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có lẽ các em chỉ được làm cái câu chuyện này trong cái môn học này mà thôi. Vì vậy các em lát nữa các em lấy cái tài liệu này xuống, lát nữa cô sẽ hướng dẫn các em và cô sẽ phân tích với các em ở góc độ khoa học để từ đó chúng ta lý giải rằng tại sao cái nghiên cứu của giáo sư Fleming và giáo sư Bonwell đến từ New Zealand và đến từ Mỹ lại là cái nghiên cứu đang được sử dụng hầu hết tại các cái trường đại học trên thế giới đối với các giảng viên để hướng dẫn sinh viên học tập đại học tốt nhất. Và cô đang sử dụng cái phiên bản có tên gọi là phiên bản 8, là phiên bản mới nhất được sử dụng trên thế giới hiện nay, và bản dịch đây là cái bản dịch cô dịch để hỗ trợ cho các bạn sinh viên thực hiện. Rồi bây giờ thì sau khi cô đã giới thiệu với các em về các cái nguồn tài liệu học tập cho ngày hôm nay thì bây giờ cô xin mời các em chúng ta cùng cho cô biết là liệu các cái nguồn tài liệu này đã đến với các em hay chưa, bằng cách là các em giơ tay lên, các em bấm cái bàn tay lên màn hình để cô yên tâm rằng là các cái tài liệu này các em đã download xuống hết rồi. Rồi các em cùng cho cô biết. Em bấm tay vào cái màn hình. Rồi, cô đã nhận được Hùng Ngọc, Lai, Kỳ Vĩ. Rồi. Rồi, cô xin cảm ơn các em. Như vậy là cái tài liệu đã đến được với các em. Bây giờ thì cô sẽ quay ngược trở lại màn hình và cùng làm việc với các em như sau. Sau khi các em đã thông báo giúp cô là các em đã nhận được các tài liệu này rồi thì các em có thể bỏ tay xuống để cô sẽ cùng tiếp tục với các em. Xin cảm ơn các em. Bây giờ thì bắt đầu cô sẽ hướng dẫn các em và cùng các em trả lời 5 cái câu hỏi vừa rồi. 5 cái câu hỏi vừa rồi bằng cách là các em cùng với cô nhìn lên màn hình. Thế trong cái quá trình mà thực hiện công việc với các em, nếu cô đặt ra câu hỏi nào đó mà các em có thể trả lời được và cô cũng khuyến khích các em trả lời thì các em cùng tham gia với cô. Rồi. Cái
Cô đang trình chiếu trên màn hình, các em nhìn có rõ không? Các em có nhìn thấy rõ cái slide cô trình chiếu trên màn hình không? Dạ rồi. À, tốt rồi. Rồi, trên màn hình cô đang trình chiếu các slide với các em. Như vậy là toàn bộ vấn đề về kỹ thuật đã được ổn thỏa. Bây giờ thì các em sẽ thấy rằng có một cái điểm nữa mà cô cũng rất mong các em cảm thông. Cái này không, nó không thuộc về phía cá nhân cô mà nó cũng không thuộc về phía vấn đề gì nào cả. Là mọi năm á, thì là Google Meet hỗ trợ cho các giảng viên toàn cầu được ghi âm, ghi hình lại bài giảng. Nhưng mà năm nay, học kỳ này thì cô thấy cô và các giảng viên trong trường đang chứng kiến một hiện tượng, đó là Google Meet không hỗ trợ giảng viên được ghi âm, ghi hình lại bài giảng. Hiện nay thì cô đang liên hệ và mua bản quyền của cái Zoom. Chắc là tuần sau chúng ta sẽ học và cô sẽ ghi âm, ghi hình lại bài giảng được. Chứ còn hôm này, đây các em nhìn lên màn hình này, người ta không trợ cái hoạt động có tên gọi là record đi hình lại được và không gửi lại được với các em trên FHX. Do vậy là nếu em nào phương tiện hoặc cách thức nào đó để chúng ta lưu, cô sẽ khắc phục cái tình trạng này, bởi vì cái tình trạng này nó không thuộc về phía cá nhân của cô, cho nên cô chưa thể làm được. Rồi, bây giờ thì đối với cái bài giảng này thì trước hết cô xin giới thiệu với các em chút xíu là cô tên là Dương Thị Kim Oanh. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Kim Oanh đang giảng dạy, được nhà trường phân công để giảng dạy và hỗ trợ các em một môn học trong chương trình học tập của các em. Cô giới thiệu chút xíu về bản thân để các em biết cô giáo đang dạy mình tên là gì, và kinh nghiệm giảng dạy như thế nào. Thì cô đã có kinh nghiệm giảng dạy đại học các cái trường khối ngành khoa học kỹ công nghệ, là đến nay là năm nay là năm hai thứ 23, 23 năm dạy học. Thì cô có 12 năm rưỡi giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Và từ năm 2011 thì gia đình nhà cô di chuyển vào trong Nam sống. Và vì vậy cô giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến nay. Và xin chia sẻ với các em chút xíu cái sự hiểu biết nhỏ nhỏ của cá nhân về cái chặng đường học tập, tích tích lũy kiến thức, kỹ năng cũng như là các vấn đề về sư phạm. Xin chia sẻ với các em chút xíu về những cái sự hiểu biết cá nhân của mình về một môn học có tên gọi là tư duy hệ thống, để thúc đẩy người trẻ tư duy hệ thống trong bối cảnh của thế kỷ thứ 21. Tư duy hệ thống về bản chất vấn đề đó là cách thức giải quyết vấn đề theo khoa học hệ thống, gọi tắt là tư duy hệ thống. Các bạn lưu ý nhá. Như vậy các em học môn học này, các em sẽ được học thêm một cách thức giải quyết vấn đề khác so với cách thức giải quyết vấn đề mà chúng ta vẫn đang áp dụng. Đó là cách thức giải quyết vấn đề theo khoa học hệ thống. Một người kỹ sư nói riêng hay một cá nhân nói chung mà không giải quyết vấn đề theo khoa học hệ thống thì chúng ta sẽ đi ngược lại cái bối cảnh kết nối của thế kỷ thứ 21. Nếu trong thế kỷ thứ 20 có thể tư duy hệ thống chưa xuất hiện, nó mới manh nha xuất hiện để thích ứng được với những cái gì sẽ được phát triển trong thế kỷ thứ 21. Nhưng bước vào thế kỷ thứ 21, cuộc sống của con người là cuộc sống kết nối. Vì vậy, người ta cần một cái thứ gì đó giải quyết theo hướng kết nối. Do đó, chúng ta sẽ không thể sử dụng cái cách thức giải quyết vấn đề theo kiểu ngắt kết nối, mà chúng ta buộc phải sử dụng cái cách thức giải quyết vấn đề nào đó theo kiểu kết nối. Và cái cách giải quyết vấn đề theo kiểu kết nối để thích ứng đối với bối cảnh của thế kỷ thứ 21 ấy, thì đó là cách thức giải quyết vấn đề theo khoa học hệ thống, người ta gọi tắt là tư duy hệ thống. Và các bạn thấy rằng là tư duy hệ thống ở đây nó sẽ có một cái cụm từ là system thinking in school means system thinking in life. Các bạn có cái tư duy hệ thống trong trường học nghĩa là các bạn có cái tư duy hệ thống trong cuộc sống của chúng ta. Và từ đây thì trước khi bắt đầu cái bài bài chia sẻ của cô thì cô muốn xin nhắc lại với các em chút xíu. Chúng ta thấy rằng nhiều nhiều trăm năm trước đây, trong một cái lý thuyết có tên gọi là lý thuyết tiến hóa của Darwin, thì ông đã có một câu nói như thế này là không phải là người thông minh nhất, không phải là người giỏi nhất, nhưng mà người tồn tại được ấy lại là người thích ứng nhanh nhất.
Cô với các em chúng ta không phải là người thông minh nhất, bởi vì sẽ có những kẻ thông minh hơn chúng ta đâu đó ở xa xa bên kia màn hình máy tính. Cô với các em nhất định chúng ta không phải là người giỏi nhất, bởi vì sẽ có những người giỏi đặc biệt hơn chúng ta. Nhưng mà cô với các em thì chúng ta tồn tại được, bởi vì chúng ta thích ứng được với cái cách thức giải quyết vấn đề của bối cảnh thế kỷ thứ 21. Đó là cách thức giải quyết vấn đề theo khoa học hệ thống. Không một sản phẩm nào của người kỹ sư mà không phải là hệ thống. Tất cả những thứ đang hiện diện trước mặt các bạn, một cái laptop, các bạn đang nhìn vào một cái laptop, các bạn đang nhìn vào một cái tablet, hoặc các bạn đang nhìn vào cái iPad, hay các bạn đang nhìn vào một cái iPhone để các bạn theo dõi cái bài giảng này, thì chúng đều là một hệ thống. Bởi vì nếu không phải là hệ thống thì chúng không phải là sản phẩm. Do vậy, dù các em có làm gì đi chăng nữa thì sau này sản phẩm của các em phải là hệ thống. Do vậy không có lý do gì chúng ta không tiếp cận về hệ thống, để sau này ngay trong trường học, khi các bạn bước lên năm thứ ba, thứ hai, thứ ba học về chuyên sâu, các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ phải làm các cái đồ án môn học nào gì ạ, thiết kế một hệ thống này. Và khi các bạn tốt nghiệp đại học, các bạn trước khi tốt nghiệp đại học các bạn cũng phải thiết kế một hệ thống khác. Vậy hệ thống nó là gì, giải quyết vấn đề theo hệ thống đó được thực hiện như thế nào, có cách thức giải quyết vấn đề hệ thống nào đó một cách sáng tạo hay không? Câu hỏi này là câu hỏi sẽ theo suốt chúng ta trong tiến trình học tập đại học. Và các em phải trả lời được chúng. Mà để trả lời được chúng thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu về cách tiếp cận giải quyết vấn đề theo khoa học hệ thống. À, đây là lý do tại sao thì chúng ta nên tìm hiểu và học một môn học là tư duy hệ thống. Và trong toàn bộ các cái môn học tự chọn của sinh viên hiện nay thì tư duy hệ thống được các cái trưởng ngành bên khoa đào tạo chất lượng cao đều lựa chọn cho sinh viên học tập, với mong ước rằng sau khi kết thúc quá trình học tập đại học các bạn sẽ thiết kế được một hệ thống. À, vì vậy là với cái cách thức thực hiện như vậy thì môn học này là một cái môn học mà nó có nhiều cái giá trị. Bây giờ cô sẽ chỉ ra với các em các cái giá trị của chúng để từ đó các em cân nhắc sau khi kết thúc cái bài buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ lựa chọn học tập một nội dung nào đó, một môn học nào đó mà trong vòng 15 tuần chúng ta thấy mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Thì các bạn sẽ thấy rằng này, ở đây trên cái thông điệp chính của tư duy hệ thống ấy, bằng tiếng Anh ấy, tư duy hệ thống đó chính là cái cách thức giải quyết vấn đề trong mối quan hệ với các gì ạ, với các cái phần tử khác. À, đơn giản là như vậy thôi. À, và nó giúp các bạn có một cái khả năng nhìn mọi thứ ở góc độ tổng thể. Vì vậy, các bạn sẽ thấy rằng là tư duy hệ thống đang được tích hợp vào trong toàn bộ chương trình đào tạo của các bạn sinh viên. À, tất cả các bạn sinh viên đang ngồi đây, cô không rõ là các em đang học ngành gì. À, nhân tiện buổi học ngày hôm nay thì cô cũng tìm hiểu trước, tìm hiểu với các em để cô có thể có những cái hướng dẫn một cách phù hợp. Rồi các em trong lớp hiện nay năng cô được không? Năng học ngành gì? Nguyễn Hữu Nam. Nam học ngành gì? Công nghệ thông tin hay điện điện tử hay là Dạ, em học ngành kế toán chất lượng cao. à em học ngành kế toán chất lượng cao đúng không? Và khi trong những năm các bạn thấy rằng là từ đầu tuần đến giờ cô đang tiếp tục giảng dạy các bạn sinh viên ở nhiều ngành học khác nhau, không một ngành học nào lại không cần tư duy hệ thống. Và các con số mà Nam sẽ phải nhảy múa với chúng thì các con số đó nó phải có mối liên hệ chặt chẽ với các khía cạnh khác trước khi bạn đưa ra cái quyết định về các cái con số đó, đúng không ạ? Rồi cảm ơn Nam. Những bạn nào cùng cái ngành tài chính, cái ngành kế toán chất lượng cao thì các bạn có thể giơ cái bàn tay cho cô để cô biết cái tỷ lệ các em trong lớp. Rồi. Rồi. Như vậy cô đã nhìn thấy rất nhiều các em trong lớp rồi. Cảm ơn các em ở bên khối ngành về kế toán. Rồi và nếu các em đã học cái môn này thì các em có thể trao đổi là trong cái quá trình học tập thì rất nhiều bạn bên lĩnh vực kế toán đã tham dự học tập môn học này. Rồi, bây cô xin hỏi các bạn khác nè, cô xin hỏi Thái nào, Thái học ngành gì nào? Dạ, em học bên cơ điện tử. À, học bên cơ điện tử rồi. Những em nào có học cùng ngành cơ điện tử với Thái thì giơ tay giúp cô nào.
Vậy cô xin mời bạn Thiên Tử nào. Thiên Tứ hay Thiên Tử gì đây? Lê Nguyễn Thiên Tứ. Rồi Tứ học ngành nào em? Dạ em học ngành là... Dạ. Dạ cô nghe em nói không cô? Cô đã nghe rất rõ em. Dạ à, em học ngành công nghệ thông tin, chất lượng cao. Rồi, công nghệ, em học công nghệ thông tin chất lượng cao, đúng rồi. Ngày hôm thứ ba ở lớp của cô, thứ ba có hầu hết các bạn trong lớp cô học ngành công nghệ thông tin. Đã. Rồi, và cô tin rằng sẽ có các cái ngành học khác trong lớp của chúng ta. Và như vậy, cô rất là vui được hoan nghênh các em tới lớp học của cô với các nhiều ngành khác nhau. Và nhờ cái nhiều ngành như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng các ý tưởng cho một vấn đề và giải quyết vấn đề của các em sẽ vô cùng đa dạng. Đã. Và vì vậy, các em hãy về nhà và xem lại cái chương trình đào tạo của các em. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo thì các em sẽ phải thiết kế được một hệ thống. Các em sẽ phải đưa ra được các cái giải pháp theo cái quan điểm tư duy hệ thống. Chương trình cao học đại học nào cũng vậy. Đấy, do đó là vì vậy tư duy hệ thống đây là cái cách tiếp cận giải quyết vấn đề dành cho mọi sinh viên tại trường Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, và đây cũng là cái chuẩn đầu ra mong muốn sinh viên đạt được. Do đó lý do thứ nhất chúng ta nên học chúng đó chính là gì ạ? Môn học này đầu tiên nó được tích hợp trong chương trình đào tạo của chúng ta. Và chính vì được tích hợp trong cái chương trình và chuẩn đầu ra như vậy thì chúng ta sau khi kết thúc thì chúng ta sẽ phải đạt được cái điều này. Cái điểm thứ hai là các bạn sẽ thấy rằng trong một cái cuộc hội thảo có 150 doanh nghiệp đến với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh để cùng trao đổi về cái việc làm cách nào để khi sinh viên ra trường sẽ được tuyển dụng. Đó. Thì có một phát biểu của một phó tổng giám đốc Toyota Biên Hòa Đồng Nai cho rằng là tại doanh nghiệp của Toyota Biên Hòa Đồng Nai khi tuyển dụng người lao động thì họ sẽ tuyển dụng người lao động có tư duy hệ thống. Vì vậy họ rất thích thú khi biết rằng trường của chúng ta đang giúp sinh viên có được tư duy hệ thống. Như vậy tư duy hệ thống trong trường học là tư duy hệ thống trong cuộc sống. Tư duy hệ thống trong trường học lại thúc đẩy các bạn dễ dàng đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng. Do vậy cũng không có lý do gì chúng ta không nên tìm hiểu về tư duy hệ thống. Vậy nếu bạn có tư duy hệ thống thì bạn sẽ làm được cái câu chuyện gì? Thứ nhất là nếu bạn có tư duy hệ thống, bạn sẽ nhìn được vấn đề có tính chất tổng thể khi bạn phải giải quyết một nhiệm vụ tại vị trí công việc. Đấy. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Nếu khi các bạn nhận được một cái yêu cầu thực hiện công việc, cô lấy đơn giản là bên Tử được nhận được một cái yêu cầu là em hãy thiết kế một cái phần mềm quản lý học tập của một trường đại học. Rồi, khi mà Tử nhận được cái yêu cầu là em phải thiết kế một cái app để quản lý cái hoạt động học tập của một trường đại học. Nếu em không có cái tầm nhìn rộng, em không nhìn ra được là trong cái app của em cần phải có những cái thứ gì. Em phải cần phải có các hoạt động của người dạy, hoạt động của người học, thời khóa biểu, kiểm tra đánh giá kết quả, phản hồi giữa giáo viên và sinh viên. Như vậy các bạn thấy rằng rõ ràng tư duy hệ thống đã định hướng cho em nhận diện rằng trong câu chuyện thiết kế của em nó sẽ không có gì thiếu cái phần tử nào. Nó có đủ các cái phần tử để hệ thống đó hoạt động được. Và thậm chí các bạn thấy rằng nếu các em có khả năng nhìn ra được vấn đề tổng thể thì em lại có cái điểm số 2 của tư duy hệ thống. Đó là tư duy hệ thống giúp các bạn thay đổi, đổi mới và sáng tạo. Các bạn nhìn tất cả các cái dòng sản phẩm, các dòng sản phẩm hiện nay, chúng gì ạ? Các cái phiên bản sau ra đời, để khi chúng ta so sánh với các phiên bản trước, thì chúng đều là gì? Chúng đều là sự thay đổi đâu đó, thêm phần tử, bớt phần tử, tích hợp phần tử lại với nhau để tạo nên phiên bản mới. Các bạn hãy thấy rằng là ví dụ Samsung họ đánh dấu vào khoảng tháng 2, đó là thời điểm họ ra đời các cái sản phẩm của họ. Cách đây vài hôm, người ta vừa ra đời cái dòng sản phẩm của Samsung. Nhưng tháng 9 năm hàng năm thì người ta đánh dấu sự ra đời của các dòng sản phẩm của iPhone. Và các bạn thấy rằng các cái phiên bản của họ chỉ là sự thay đổi, thêm bớt. Và như vậy nếu họ không có góc nhìn về hệ thống thì họ sẽ không tìm ra được sự thay đổi, đổi mới và sáng tạo. Và các bạn thấy rằng là chính cái giá trị của tư duy hệ thống là giúp các bạn nhìn ra được vấn đề tổng thể, thấy được, tìm ra được các cái giải pháp cho sự thay đổi. Và điểm số 3 là tư duy hệ thống giải quyết được căn nguyên gốc rễ của cái vấn đề mà các bạn cần phải giải quyết. Bây giờ thì cô sẽ đưa ra với các em một ví dụ để minh chứng rằng
tư duy hệ thống đã giúp cho một cái người rất trẻ, họ đã thành công như thế nào trong một cái bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trong một ngành công nghiệp, đó là ngành công nghiệp game. Rồi, bây giờ trước khi trả lời câu hỏi, cái cho các em cùng với các em xem cái đoạn video clip đó, để sau khi các em xem đoạn video clip này, các em sẽ thấy một câu chuyện rằng trong câu chuyện này, giải quyết vấn đề về bằng tư duy hệ thống đã giúp chàng trai này và cộng sự đã trở thành những cái gì ạ? Trở thành những cái người tạo ra một xu hướng trong ngành công nghiệp game trên toàn thế giới và đã kêu gọi được cái vốn đầu tư lên tới nhiều triệu đô la của một cái tỷ phú rất giàu có của Mỹ có tên gọi là Mark Cuban. Rồi các bạn, cô đang muốn nói với các bạn về một cái tựa game đình đám của người Việt Nam trong thời gian gần đây đã làm khuynh đảo trên thế giới và tạo ra một cái xu hướng mới trong cái xu hướng phát triển của công nghệ game. Rồi các bạn có thể cho cô biết cái tựa game đó là tựa game gì hay không? Trước khi chúng ta cùng xem cái đoạn video clip đó, các bạn nào biết cái tựa game đó hay không? Các bạn nào biết cái tựa game mà tạo nên cái sự tự hào của người Việt Nam và đang trở thành một cái xu hướng trên toàn thế giới hay không? Rồi, cô cảm ơn em, AC Infinity. Rồi chúng ta hãy cùng nhau đọc cái người đã tạo ra chúng, có tên gọi là một cái chàng trai 9X, có tên gọi là Nguyễn Thành Trung. Các bạn hãy lắng nghe chia sẻ của Nguyễn Thành Trung để chúng ta nhận diện rằng trường hợp ở đây nếu không có tư duy hệ thống thì cái cách để tạo, để giải quyết vấn đề chúng ta sẽ thấy khó khăn. Trong cái ngành, trong các cái tựa game truyền thống, các bạn sẽ thấy rằng chúng là mối quan hệ giữa nhà phát hành và người, giữa nhà phát hành và người chơi với vật phẩm. Thì các bạn lưu ý nhá, như vậy cho các bạn nhìn thấy được ba phần tử này. Nhưng cái mối quan hệ giữa nhà phát hành, người chơi và vật phẩm đó nó sẽ trở thành dĩ vãng. Bởi vì sao ạ? Họ đã đưa vào đó một cái công nghệ mới nhất của nhân loại, đó là công nghệ blockchain, để tạo nên cái mối quan hệ không chỉ giữa nhà phát hành, người chơi và vật phẩm, và mối quan hệ giữa nhà phát hành, người chơi và sự trao chuyển vật phẩm giữa những người chơi. Để từ đó khi chơi xong thì trong cái đại dịch Covid vừa qua thì họ không chỉ được có cái niềm vui mà khi chơi xong á, là họ còn có thể kiếm được tiền để có thể duy trì cuộc sống của họ. Đây được xem là xu hướng chính trong các cái tựa game trên thế giới. Nhưng các tựa game sử dụng công nghệ blockchain chưa nhiều và AC Infinity được xem là một cái sự tiên phong đột phá cho câu chuyện này. Bây giờ cô với các em chúng ta cùng xem để các bạn thấy rằng là cái tầm nhìn rộng của một vấn đề là như thế nào, rồi cái tính sáng tạo trong các cái giải pháp của họ ra sao, và họ đã giải quyết những cái vấn đề gốc rễ gì trong cái cuộc sống của chúng ta. Để xin mời các em cùng xem với cô để chúng ta có thể thấy rất là rõ cái câu chuyện này cho cái quá trình thực hiện công việc của mình. Sau chưa đầy một tháng, giá trị vốn hóa của AXS, loại token được cung cấp bởi tựa game Asia Infinity, đã tăng gấp 6 lần lên mức hơn 2,4 triệu đô la Mỹ. Tựa game và nhà sáng lập Nguyễn Thành Trung chính là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới công nghệ trong suốt những ngày qua. 24 giờ công nghệ đã có cuộc trao đổi với nhà sáng lập 9X này. Đầu tiên thì bạn có thể chia sẻ một chút về câu chuyện mà tỷ phú Mark Cuban đã quyết định đầu tư vào game Asia Infinity như thế nào? Thực ra thì cũng rất là tình cờ. Cái mối quan hệ giữa hai bên xảy ra rất là tình cờ. Có một cái may mắn đó, đó là tỷ phú Mark Cuban thì có sự quan tâm rất là lớn đối với tiền điện tử và những cái công nghệ liên quan, công nghệ blockchain, những cái NFT. Thì chính bởi vì cái gọi là cái duyên đó thì hai bên quen nhau và trải qua một thời gian nói chuyện thì Mark Cuban quyết định là join vào cái quyết định tham gia vào cái thương vụ đầu tư của Axie. Thì chi tiết hơn, thực ra thì không có gặp mặt trực tiếp được, tại vì trong thời dịch thì tất cả mọi cái thương vụ hầu hết là trải qua online, là chủ yếu là hai bên khá là hợp nhau,
về cái quan điểm đối với công nghệ blockchain, một loại công nghệ mới, cũng như là những thứ liên quan. Điều gì khiến cho các cái trò chơi điện tử, các cái game mà có sử dụng công nghệ blockchain, hay cụ thể ở đây là NFT, đã trở nên thu hút các cái nhà đầu tư cũng là thu hút những người chơi đến như vậy? Nhưng thông thường thì cái mối quan hệ giữa nhà phát hành game và người chơi thường là mối quan hệ rất là đơn giản thôi. Tức là nhà phát hành sẽ bán vật phẩm và người chơi mua vật phẩm đấy. Thì đấy cũng là cái mô hình kinh doanh của game truyền thống. Với game mà có tích hợp NFT thì cái mối quan hệ nó phức tạp hơn một chút xíu. Tức là người chơi được quyền sở hữu cái vật phẩm và nhân vật trong game, sau đó là họ được phép trao đổi mua bán với nhau. Thì từ đấy, ngoại trừ cái mô hình đấy là nhà phát hành game sẽ bán vật phẩm cho người chơi, thì lúc đấy họ có thể thu được cái commission fee, cái hoa hồng thì cái việc mà trao đổi mua bán của người chơi, thì nó có cái sự chuyển dịch như thế về mô hình, và đấy cũng là cái điểm khác nhau. Điều gì khiến cho bạn quyết định là xây dựng một cái game, một cái trò chơi điện tử trực tuyến dựa trên cái nền tảng là NFT? Thực ra là rất là đam mê làm game nhưng mà không có cơ hội. Dựa trước đấy thì cảm thấy bản thân mình rất là khó để có thể cạnh tranh được với những cái công ty lớn, những cái game studio lớn. Đến khi làm quen với cả blockchain, trước đấy thì không có thích blockchain lắm, thậm chí là còn ghét blockchain. Nhưng mà sau khi mà thấy blockchain dưới cái góc nhìn là một cái công nghệ có thể được sử dụng để mà tạo nên những cái ứng dụng mà đem lại lợi ích cho con người, thậm chí còn rất là vui nữa. Tiêu biểu là áp dụng vào game chẳng hạn, thì em thấy là cái hay đó và quyết định là em và một vài cộng sự lúc đầu là cái co-founder của Axie thì quyết định là nghỉ việc để mà tập trung vào Axie. Vậy bạn dự báo như thế nào về xu hướng của các cái trò chơi trực tuyến có sử dụng công nghệ blockchain, công nghệ NFT trong thời gian tới? Thực ra thì số lượng các game mà có tích hợp NFT thì còn rất là hạn chế. Mọi người bắt đầu quan tâm đến NFT nhiều hơn, nhưng mà chắc phải cần thêm một thời gian nữa thì chúng ta mới có thể thấy được thêm cái số lượng nhiều hơn nữa những game có yếu tố NFT trong đấy. Cảm ơn bạn về cuộc trao đổi với Đại Kinh Việt Nam. Rồi, như vậy là các em sẽ cái đoạn video clip này ạ, thì các em sẽ thấy rằng là việc tạo ra một hệ thống nó không đơn thuần chỉ là sự liên kết nào đó của một vài phần tử đơn thuần, mà nó phức tạp hơn chút xíu. Và chính cái sự phức tạp hơn chút xíu đó nó thúc đẩy người kỹ sư trẻ nhìn ra được các cái phần tử mới và tích hợp chúng vào trong hệ thống của mình, để từ đó chúng ta có được các cái hệ thống khác so với các hệ thống đang có, và hệ thống khác so với các hệ thống đang có, hiểu một cách đơn giản là sản phẩm khác so với các sản phẩm đang có, để cái sản phẩm mới của chúng ta chinh phục được người tiêu dùng. Như vậy, qua cái đoạn video clip này các bạn thấy rằng là cái cuộc sống của những người trẻ trong cái bối cảnh hiện nay, khi mà mọi thứ có vẻ như là gì ạ? Có vẻ như là rất là đầy đủ và hoàn thiện rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng những người trẻ như các em lại không có cơ hội để tạo ra được những hệ thống mới. Và vì vậy, câu chuyện của Nguyễn Thành Trung là một gợi ý cho chúng ta khi chúng ta tập trung vào ba cái điểm chính mà nếu các em muốn thực sự phát triển một sản phẩm ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng nếu các bạn thực sự muốn phát triển một sản phẩm dưới góc nhìn khoa học tư duy hệ thống thì các bạn sẽ cần quan tâm tới cái ba cái điều kiện, ít nhất là ba cái điều kiện này. Rồi, điều kiện thứ nhất là cái sản phẩm mà các bạn muốn phát triển ấy, thì nó phải có một cái ý tưởng độc. Các bạn thấy nhá, phải có một cái ý tưởng độc. Vậy cái độc ở đây nghĩa là gì theo các em? Ở đây cái độc ở đây nghĩa là gì? Các bạn phải có một cái ý tưởng độc. Vậy cái độc ở đây là cái thứ gì theo các em? Cái độc ở đây là cái gì? Theo hiểu cái hiểu nghĩa của cái từ độc ở đây là gì? Nó có phải là độc? Rồi, cô xin mời các em chúng ta cùng trao đổi chung để cả lớp cùng biết cái bật mic lên. Nào, cái độc ở đây chắc chắn không phải là độc ác, đúng không ạ? Rồi cô nhìn thấy Thành Đạt nói là độc, đây tức là cái là đột phá. Cảm ơn em. Rồi các bạn khác trong lớp chúng ta cùng bật
mic để chúng ta nói và cả lớp chúng ta cùng nghe. Nó còn là cái đọc ở đây còn là cái gì nữa các em? Các bạn phải có ý tưởng đọc. Đọc ở đây là cái thứ gì? Rồi, cảm ơn em nhiều. An, Trần Anh, rồi cô xin mời Thanh Hồng nào. Trần Anh cô, em nghĩ đọc qua đây là đọc quyền à? À, đọc quyền rồi, cảm ơn em. Cô xin mời anh Thư nào. Dạ thưa cô, đọc qua đây là đọc nhất luôn nhỉ? À, đọc nhất. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bạn nào còn có cái từ đọc nào đó khác so với cái đọc này? Nó đọc là đọc đột phá này, quyền này, đọc nhất này. Còn đọc, nó có ý tưởng đọc đây đọc gì nữa không ạ? Bạn nào nhìn thấy được đọc gì nữa hay không ạ? Rồi cô mời Chí Vĩ nào. Chí Vĩ còn thấy nó đọc gì nào? Bạn phải có ý tưởng đọc. Vậy ý tưởng đọc ở đây là ý tưởng gì? Đập phá, đột phá, đập quyền, đập nhất. Thế con mời Hảo nào. Hảo thấy thấy cái từ đọc đây theo Hảo hiểu nó là gì? À, Vi nói cô chưa nghe rõ. Vi nói cô chưa nghe rõ. Đó cô là em nghĩ là đọc ở đây là một sản phẩm mà chưa có ai làm, nó mang tính đột phá, nó hợp với thời đại bây giờ. Em à, nó hợp với thời, nó hợp với thời đại đúng không? Rồi, rồi cô cảm ơn em. Thế còn Hảo, chúng ta phải làm rõ cái này bởi vì cái này nó sẽ theo suốt các chúng ta trong quá trình học đây. Theo Hảo thì nó là gì? Ý tưởng đọc ở đây gọi là gì nữa? Cô là độc đáo. Độc đáo, đúng rồi. Rồi, rồi nó có thể là độc nhất nữa các em ạ. À, đúng ạ. Rồi, cảm ơn các em và cô thử nhìn lại cái tin nhắn xem. Ở trong này có các bạn, chúng ta cũng đưa ra ý kiến thư độc đáo riêng biệt và đột phá. Xin cảm ơn các em. Thành Đạt, như vậy là chúng ta thấy rằng là trong cái vừa rồi ạ, thì cái ý tưởng của Nguyễn Thành Trung và Cộng sự ạ, thì là gì ạ? À, so với cái truyền thống ạ, thì nó khác biệt hơn chút xíu, nó phức tạp hơn chút xíu. Và vì vậy với cái câu chuyện này thì chúng ta đã nhìn thấy được cái ý tưởng đột phá rồi, ý tưởng độc đáo rồi, đúng không ạ? Nó đi ngược lại với cái xu hướng của cái game truyền thống. Và trong cái đó các bạn đã thấy được, người ta đã chỉ ra được cái khoa học của hệ thống ở trong đó. Nó là mối quan hệ giữa gì ạ? Nhà phát hành, người chơi, vật phẩm và chuyển trao của chúng với nhau. Đấy, các bạn thấy không ạ? Như vậy, cái bản chất của cái tư duy hệ thống được thể hiện rất là rõ. Và nếu như chúng ta xem xét cái AC Infinity và chúng ta nhìn ngược trở lại quá khứ, các bạn sẽ thấy rằng trong quá khứ chúng ta cũng rất tự hào với một cái tựa game của một cái kỹ sư có tên gọi là Nguyễn Hà Đông. Anh đã tạo ra một cái tựa game có tên gọi là Flappy Bird. Và trong Flappy Bird đó các bạn cũng thấy đó là một ý tưởng đột phá, độc đáo tại thời điểm đó, khi tất cả các tựa game đều dựa trên hai đặc điểm, hai cái đặc trưng cơ bản mà con người và con vật chúng ta đều có, đó là tính hung tính và tính tiêu cực. Tựa game nào cũng vậy, và các bạn thấy cái chuyện này vẫn đang tồn tại, đúng không ạ? Nhưng Nguyễn Hà Đông và sau này chúng ta thấy trong AC Infinity cũng vậy, nó không có cái tính hung tính và tính dục. Các cái tựa game của hai cái nhà phát hành này, họ đều đánh mạnh vào một cái thứ, đó là tính nhân bản, tính nhân văn, tính người. Họ nhận thấy rằng là con người ạ, là muốn đạt được cái đỉnh cao thì phải từng bước một, từng xíu một. Họ đi ngược lại với cái xu hướng truyền thống, đi ngược lại với các cái đặc trưng mà rất nhiều các tựa game đang đánh mạnh vào chúng, và nó khiến cho con người có thể trở nên hung tính hơn và trở nên tính dục hơn. Nhưng Nguyễn Hà Đông và AC Infinity của Nguyễn Thành Trung thì không làm chuyện đó. Họ gì ạ? Họ đã đi vào những cái thứ mà không theo lối mòn truyền thống. Từ đây, cô khuyến khích các bạn, nếu chúng ta đã học về tư duy hệ thống rồi, thì hãy nghĩ khác,
think differently, chúng ta nghĩ khác, think outside the box, hãy nghĩ ra, vượt ra khỏi khuôn khổ truyền thống. Và đối với mỗi một cái cách thức giải quyết vấn đề thì các bạn đừng chỉ hướng vào một giải pháp, mà các bạn phải nghĩ ra nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề đó. Đó chính là gì ạ? Cái sự độc đáo của các bạn mà chỉ các bạn có và người khác không có. Rồi cái điều kiện số 2 á, là các bạn thấy rằng là rõ ràng là khi mà các bạn đã có ý tưởng đột phá độc đáo rồi thì chúng phải gì ạ? Đáp ứng cái nhu cầu của con người. Rồi chúng ta vừa thấy trong cái câu chuyện chia sẻ của Vĩ á, thì Vĩ có nói một cái từ cô nghĩ rất là hay, đó là gì ạ? Nó phù hợp với thời đại. Đấy, các bạn lưu ý này, là đáp ứng cái nhu cầu của con người. Và sau này cô sẽ hướng dẫn với các em cái câu chuyện này, là nếu mà người kỹ sư á, nếu các bạn không có sự hiểu biết về con người thì các bạn sẽ rất khó để tạo nên các sản phẩm trong mối quan hệ tương thích với con người. Và các sản phẩm của các bạn được tạo ra phải là các cái sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu của con người. Để từ đó các bạn thấy một cái câu chuyện nữa, đó là gì? Là các bạn có ý tưởng độc đáo, đáp ứng nhu cầu của con người, nhưng các sản phẩm của các bạn ấy thì nên dựa vào, phải có cái sự hỗ trợ của kỹ thuật và công nghệ. Đó, các bạn thấy ạ, là cái tựa game AC Infinity đó thì chúng có sự hỗ trợ của một cái công nghệ mới nhất, đó chính là blockchain. Và chính blockchain với cái ý tưởng độc đáo và đáp ứng nhu cầu của con người trong bối cảnh hiện đại, con người thấy được có nhiều niềm vui và con người có thể duy trì cuộc sống, thì cái câu chuyện về AC Infinity đã kêu gọi được một cái vốn đầu tư vô cùng lớn của một cái tỷ phú người Mỹ, mà chỉ thông qua các cái thương vụ trao đổi về online mà thôi. Như vậy, qua cái câu chuyện của AC Infinity thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể có được các cái sản phẩm mà ở đó chúng ta có thể đứng trên vai những người khổng lồ được. Đó, bối cảnh phát triển của các bạn Gen Z đang ngồi trước mặt cô là bối cảnh phát triển của những người đứng trên vai những người khổng lồ. Và chính vì chúng ta đứng trên vai những người khổng lồ như vậy thì chúng ta sẽ không thể loại bỏ một thế giới ngắt kết nối. Và đấy chính là cách thức giải quyết vấn đề bằng khoa học tư duy hệ thống. Người ta gọi và khoa học hệ thống người ta gọi là tư duy hệ thống. Do đó, với ba cái điều kiện này, các bạn thấy rằng là một cái sản phẩm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng không bao giờ đứng yên. Chúng luôn luôn vận động và phát triển. Và chính bởi vì sự vận động và phát triển đó thì nó lại có chỗ đứng cho chính những người trẻ. Chính các em sẽ là người mang lại những cái sự đột phá mới, mang lại cái việc đáp ứng nhu cầu của con người, của cái bối cảnh mà các em sống, bởi vì hơn ai hết chính các em là người hiểu về điều đó nhất. Và chính các em phải là người làm chủ về kỹ thuật và công nghệ để đưa chúng vào trong cái sản phẩm của mình một cách hiệu quả nhất. À, đây được xem là ba cái điều kiện chính, nó giúp chúng ta hiểu được rằng để giải quyết một vấn đề theo khoa học hệ thống thì người kỹ sư khi muốn tạo ra một sản phẩm thì anh phải nhìn chúng ở các góc độ khác nhau. Đó chính là cái tư duy hệ thống. À, từ đây các bạn sẽ thấy một cái câu chuyện rằng khi nói tới cái tư duy hệ thống thì nó có rất nhiều các cái giá trị và nó thuyết phục chúng ta tin rằng là đây là cách thức giải quyết vấn đề nhiều chiều, giải quyết được vấn đề gốc rễ của con người và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Do đó khi học cái môn học này á, thì cô cho rằng môn học này sẽ trang bị cho các em ba cái điều như sau. Thứ nhất là sẽ giúp các em có kiến thức cơ bản về hệ thống và phương pháp luận tư duy hệ thống. Giúp các em có kiến thức cơ bản về hệ thống, nó không chỉ hữu ích cho việc hoàn thành môn học này, mà giúp các em là hữu ích cho việc học tất cả các môn học trong trường đại học và hữu ích cho quá trình thực hiện công việc sau này của các em. Thế kiến thức cơ bản về hệ thống là gì? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ ở phần sau. Thế kiến thức cơ bản về phương pháp luận tư duy hệ thống là gì? Đó là kiến thức cơ bản về cách thức giải quyết vấn đề theo khoa học hệ thống, dựa trên kiến thức về hệ thống. Thì nó là gì? Cô sẽ chia sẻ với các em và cùng các em khám phá ở phần sau. Bên cạnh đó thì môn học này cũng giúp các em có được các kỹ năng tư duy và tìm kiếm giải pháp sáng tạo. Rồi, như chúng ta đã đề cập là khoa học tư duy hệ thống, đó là khoa học giúp chúng ta có 3 thứ. Và một trong 3 thứ đó là luôn giúp các em luôn đổi mới, giúp các em thay đổi và sáng tạo. Vì vậy trong môn học này thì cô luôn đưa ra với các em những tình huống và các em buộc phải đưa ra các cái giải pháp có tính chất sáng tạo cho cái tình huống đó.
Các em sẽ phải học cách hình thành các ý tưởng cho một vấn đề, và các em học cách đưa ra được những giải pháp cho một vấn đề. Xen suốt giữa tất cả những cái câu chuyện về kiến thức này thì cô sẽ đưa ra với các em rất nhiều các ví dụ. Các ví dụ này là các ví dụ thực tiễn của cuộc sống hàng ngày đang diễn ra đâu đó cách chúng ta chỉ có thể có những ví dụ vài giờ, nhưng có thể có ví dụ các em khoảng vài tuần hoặc là vài tháng, nó rất là gần gũi với chúng ta, để từ đó chúng ta thấy rằng các cái kỹ năng tư duy và tìm kiếm giải pháp sáng tạo để tạo nên một hệ thống đã được các kỹ sư, đã được những người lao động trên toàn thế giới họ đã thực hiện như thế nào. À, như vậy, môn học sẽ trang bị cho các em các kiến thức cơ bản về hệ thống, phương pháp luận tư duy hệ thống, các kỹ năng tư duy và tìm kiếm giải pháp sáng tạo, để từ đó các bạn tạo lập được một hệ thống. Và kết thúc cái quá trình học tập môn học này là tất cả các em ở trong lớp ạ, chúng ta đều phải có một cái sản phẩm riêng của mình, đó là sản phẩm sáng tạo của các em. Mỗi em sẽ thấy rằng bản thân mình đã khác so với ngày hôm qua, nghĩa là các em đã dám nghĩ, các em đã dám đề xuất ý tưởng mới, và các em đã có được cái giải pháp cho cái quá trình thực hiện công việc. Cô sẽ hướng dẫn các em các cái kỹ năng tư duy sáng tạo của người Đức, người Nhật và người Mỹ. Những cái phương pháp, những cái kỹ năng tư duy sáng tạo mà hiện nay các kỹ sư trên thế giới họ đang áp dụng để tạo ra sự thay đổi của các cái phiên bản sản phẩm. Làm cách nào để cứ 6 tháng tới 1 năm thì vòng đời của một sản phẩm lại thay đổi. Đó, các bạn thấy không phải ngẫu nhiên, người ta đánh dấu những cái sự kiện rất quan trọng. Cứ vào ngày 12 tháng 9 hàng năm thì Apple tung ra các cái dòng sản phẩm của mình. 2 năm vừa rồi đại dịch Covid xảy ra thì thay vì ngày 12 tháng 9 họ có thể dịch chút xíu, có thể là ngày 13 tháng 10 hoặc là ngày 12 tháng 10 dịch chút xíu thôi. Nhưng điều đó chứng tỏ rằng không quá 6 tháng tới 1 năm, một cái dòng sản phẩm buộc phải thay đổi. Và làm cách nào để các bạn có thể thay đổi được một cái phiên bản, chuyển từ phiên bản này sang phiên bản khác, version này sang version khác, thì các bạn phải có các kỹ năng tư duy sáng tạo. Và cô sẽ hướng dẫn các bạn các kỹ năng tư duy sáng tạo mà các cái kỹ sư trên thế giới họ đang áp dụng mà các cái dòng sản phẩm. Cô sẽ minh chứng với các em là họ đã áp dụng và giải và tạo ra các dòng sản phẩm đó như thế nào, để chúng ta sẽ phải sử dụng chúng trong cái quá trình đưa ra các cái ý tưởng và các cái giải pháp sáng tạo cho cái công việc của các em. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em một ví dụ ở trong lớp học của cô. Ví dụ này, các bạn sinh viên đã làm để đưa ra được cái giải pháp cho một cái sản phẩm. Đó là bạn cải tiến cái bàn phím máy tính bằng các cái phương pháp tư duy sáng tạo. Như vậy, cái bàn phím máy tính này là một hệ thống. Cô sẽ giới thiệu với các em cái sản phẩm của bạn Nam, để các bạn thấy rằng kết thúc môn học của chúng ta, các bạn học bên lĩnh vực kế toán hay học bên lĩnh vực về quản lý công nghiệp hay về cơ điện tử hay công nghệ thông tin, mỗi bạn trong lĩnh vực của mình các bạn đều phải đưa ra được một cái ý tưởng sáng tạo và cái giải pháp cho chúng. Không có ý tưởng sáng tạo và giải pháp nào đúng hay sai cả, chỉ có ý tưởng sáng tạo và giải pháp nào đó phù hợp và thuyết phục được người khác tin rằng nếu làm theo cách của bạn thì chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em một ví dụ để các bạn có thể nhìn thấy được cái sự sáng tạo của các bạn sinh viên trong các lớp học của cô như thế nào. Cô sẽ giới thiệu với các em để các em có thể thấy được cái câu chuyện này. Và bây giờ cô sẽ mở cái sản phẩm của bạn Nam đã học ở lớp của cô trong các học kỳ trước ra, để cho các em cùng xem là bạn Nam đã vận dụng cái kiến thức của môn học để tạo ra một cái sản phẩm sáng tạo như thế nào. Theo cô, đây là một cái ví dụ mà chúng ta đáng để chúng ta học tập về cái tư duy sáng tạo của bạn Nam trong cái quá trình thực hiện công việc. Rồi, bây giờ thì cô sẽ giới thiệu với các em bài của bạn, một cái của hai bạn. Bạn thứ nhất là bạn Nam.
Rồi, một cái bài nữa cô cũng giới thiệu với các em để các em có thể thấy cái sự đa dạng trong cái ý kiến của các bạn sinh viên ở các ngành học khác nhau. Rồi, để các em có thể thấy được là sáng tạo nó ở xung quanh chúng ta thôi. Chia sẻ được với các em về cái môn học này thì bản thân cô cũng không còn sợ sáng tạo nữa. Bản thân cô thấy rằng rõ ràng mình bị sức một cái sức nặng tâm lý của cái cụm từ có tên gọi là sáng tạo, và nó khiến cho mình lúc nào cũng sợ cái sự sáng tạo. Rồi bây giờ thì cô sẽ giới thiệu với các em để các em cùng tham khảo nhá. Rồi bây giờ cô sẽ quay ngược lại và trình chiếu để cho các em xem này. Và sau khi kết thúc môn học này rồi thì các em sẽ không ngại sáng tạo. Rồi bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em một sản phẩm đầu tiên. Rồi các em nhìn trên màn hình này, đây là sản phẩm của một cái bạn có tên gọi là bạn Nguyễn Thế Nam. Bạn Thế Nam á, bạn đã tạo ra một sản phẩm có tên gọi là sản phẩm bạn ý là cái tên gọi là bạn ý tạo ra một cái bàn phím, một bàn phím. Rồi bạn ý muốn cải tiến một cái bàn phím, mà cái bàn phím này thì bạn ý gọi là bạn ý gọi tên là cái bàn phím như này, là cái bàn phím cơ kết nối không dây đa năng. Bạn đặt tên cho cái bàn phím cơ kết nối không dây đa năng, và đây là cái bàn phím của bạn ấy. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là trên cái hình ảnh về cái bàn phím này của bạn ấy, nó đã có một cái sự thay đổi đột phá. Thay đổi đột phá này là như thế nào? Thì bây giờ các bạn sẽ cùng cô phân tích cái sự thay đổi đột phá trong cái ý tưởng sáng tạo của bạn Nam này. Thì ở đây bạn ấy sử dụng một cái phương pháp trong sáng tạo khoa học kỹ thuật, đó là phương pháp đối tượng tiêu điểm, để biến một cái bàn phím tiêu chuẩn là 104 phím, thứ mà cô với các em đang dùng ạ, để trở thành một cái bàn phím mà chỉ còn hơn 70 phím, hơn 70 cái ký tự, hơn 70 thứ thôi. Bạn biến một cái bàn phím mà có 104 phím trở thành một cái bàn phím mà ở đó chỉ còn ít hơn rất nhiều. Rồi, bây giờ ít hơn rất nhiều là như thế nào? Bạn sử dụng các cái cách thức này, bạn tạo ra rất nhiều các cái phương án khác nhau. Và sau khi bạn tạo ra các cái phương án khác nhau như vậy, thì cuối cùng bạn ấy lựa chọn một phương án giải quyết vấn đề. Trong một phương án giải quyết vấn đề đó, thì bạn lựa chọn cái phương án số 3, là cái phương án mà ở đó bàn phím có cái kích thước, có cái kích thước của cái bàn phím tiêu chuẩn 104 phím, nhưng mà cái số lượng phím được giảm đi, chúng chỉ còn 77 phím thôi. Chuyển từ 104, đấy các bạn thấy không ạ? Như vậy là bằng các cái phương pháp tư duy sáng tạo thì chúng ta sẽ thấy với cái bàn phím này thì chúng sẽ có những câu chuyện gì? Với cái bàn phím này ạ thì chúng sẽ có cái câu chuyện là gì ạ? Bàn phím này ạ, nó sẽ giải quyết vấn đề tối đa bảo vệ sức khỏe của người dùng, cho cảm giác gõ phím nhanh và an toàn. Đó, đây chính là cái câu chuyện mà các bạn, điểm nhấn của bàn phím này đó là sử dụng cái lượng pin rất dài và thiết kế là đơn giản nhất. Vậy đây là một ý tưởng và cô cho rằng cô đã đánh giá rất tốt cái ý tưởng sáng tạo này. Rồi, cô giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm số 2. Đây là của bạn Thái Hoàng Minh Tân. Bạn học về ngành công nghệ thông tin bên chất lượng cao. Bạn học bên cạnh dạy các em thì cô còn dạy một bên khoa chất lượng, bên cái ngành của ngành sinh viên tiếng Anh nữa. Thì xong cái bạn này Thái Hoàng Minh Tân, đây cũng là một cái bài làm theo cô là đặc biệt xuất sắc. Thì Thái Hoàng Minh Tân bạn làm cái thứ gì? Bạn đưa ra được ý tưởng cải tiến cho một sản phẩm, đó là bạn cải tiến cái máy lọc không khí Xiaomi Gen 3. Chuyển từ cái máy lọc không khí Xiaomi Gen 3 đang tồn tại trên thị trường với một cái khối lượng là 4,8 kg, kích thước rất là lớn và lưu lượng không khí là 400 mét khối trên giờ, chuyển sang một cái máy lọc không khí cải tiến, kích thước giảm đi, khối lượng của chúng nhẹ hơn rất nhiều và cái lưu lượng không khí của chúng là 95,7 mét khối trên giờ. Đấy, đây là cái sản phẩm thiết kế của bạn.
À, hoặc một cái sản phẩm nữa của một cái bạn nữ học ngành kế toán, bạn Giáng Ngọc. Đấy. Bạn ấy có tạo ra một cái sản phẩm, đó chính là chiếc áo khoác Pro Max. Đấy, bạn tạo ra một cái chiếc áo khoác Pro Max. À, và đây là cái sản phẩm. Trong áo khoác này bạn đã thực hiện những cái ý tưởng sáng tạo nào để tạo ra chúng? Như vậy các em đã thấy rằng là tất cả các cái một số các cái sản phẩm mà cô chia sẻ với các em thì để tạo ra sản phẩm này nó không đơn thuần chỉ là sự tham gia của một hoặc một vài phần tử nào đó, mà nó là sự kết nối của rất nhiều các phần tử khác nhau, và trong đó thì chúng nổi bật lên ba cái điểm rất quan trọng là ý tưởng, là độc đáo, nó đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của con người, và nó có cái sự tác, nó có sự tham gia của do đó sản phẩm thì đừng ngại ngần, hãy tiếp tục chúng để phát triển chúng trong cái quá trình thực hiện công việc của mình. Đó là các cái sản phẩm mà trong lớp học của cô các bạn đã thực hiện được cái sự vận dụng được cái kiến thức về hệ thống, phương pháp luận tư duy hệ thống và các cái kỹ năng tư duy sáng tạo để có thể giải quyết được một vấn đề trong cuộc sống. Các vấn đề này nó tạo ra rất nhiều các cái sản phẩm khác nhau để phục vụ cho cuộc sống của con người. À, thì đây là cái phần cô giới thiệu về với các em. Rồi bên cạnh các cái kỹ năng tư duy và tìm kiếm giải pháp sáng tạo này á, thì môn học này còn giúp các em có được các cái kỹ năng để các bạn có thể làm việc trong cái môi trường làm việc của các bạn, môi trường kỹ thuật hoặc là cái môi trường của người kế toán và môi trường của người quản lý công nghiệp vân vân. Vậy các cái kỹ năng làm việc này là gì? Đấy, các bạn sẽ thấy rằng các kỹ năng làm việc sẽ hỗ trợ các em sau khi các em học cái môn học này, đó là thứ gì? Bây giờ cô sẽ cùng phân tích với các em để các em có thể thấy được môn các cái kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật này. Cô gọi chung nó là 4C và 1P. Đấy. Skill. Rồi. Vậy sau khi học xong môn học này thì các em sẽ có được những cái kỹ năng 4C và 1P gì? Cái kỹ năng C thứ nhất người ta gọi là cái communication skill. Rồi, các bạn sẽ có được cái kỹ năng giao tiếp. Đấy, các em thấy không? Kỹ năng giao tiếp đó là kỹ năng kết nối con người đầu tiên. Mà vậy kỹ môn học này thì các bạn sẽ có cái thứ gì? Trả lời câu hỏi. Các bạn cô sẽ cùng cô trao đổi với bạn học. Các bạn sẽ cùng cô thực hiện các cái bài thuyết trình. Và các bạn thấy rằng là những qua cái câu chuyện liên quan tới cái video clip của Nguyễn Thành Trung á, thì các bạn thấy không phải tự dưng Mark Cuban đã đầu tư cái thương vụ nhiều triệu đô la cho cái AC Infinity. Các bạn thấy cái cách giao tiếp của Nguyễn Thành Trung nó khiến cho chúng ta có một cái sự rất là tin tưởng, chân thành, rõ nghĩa và thấy được cái sự đam mê của họ trong quá trình công việc. Đó là kỹ năng giao tiếp của các em. Đã. Và kỹ năng giao tiếp thì không ra đời cùng với sự ra đời của các em, mà kỹ năng giao tiếp thì ra đời cùng với sự rèn luyện của các em. Vì vậy môn học này thì cô sẽ hướng dẫn các em để các em có thể thiết kế một bài thuyết trình và thực hiện một cái bài thuyết trình tốt. Có cái kỹ thuật, cô sẽ hướng dẫn các em cái kỹ thuật. Rồi cô sẽ hướng dẫn các em học cách trao đổi với cô và các bạn. Đó, cô rất mong các em tiếp tục duy trì cái hoạt động như ngày hôm nay. Khi cô đặt các câu hỏi thì các em đã trả lời rất nhiều các câu hỏi cùng với cô. Và các bạn thấy rằng làm cách nào để chúng ta có thể nói được thành công khi mà chúng ta chẳng bao giờ nói? Làm cách nào mà các bạn có thể hỏi một vấn đề thành công khi các bạn chẳng bao giờ hỏi? Và làm cách nào để các bạn có thể thuyết trình một cách thuyết phục và truyền cảm hứng một cái nội dung nào đó khi các bạn chưa bao giờ thuyết trình? Do đó thì ngay từ bây giờ các em hãy học cái kỹ năng này, và các kỹ năng này được nhúng vào trong chính các cái bài tập dành cho các em. Đó. Kỹ năng giao tiếp không chỉ là vấn đề về nói, mà kỹ năng giao tiếp còn là vấn đề về nghe. Kỹ năng lắng nghe tích cực. Làm cách nào bạn biết được nhu cầu của con người trong bối cảnh hiện tại nếu các bạn không học cách lắng nghe người khác? Làm cách nào bạn có thể hoàn thiện một công việc nếu bạn không lắng nghe ý kiến của những người xung quanh?
và làm cách nào mà bạn có thể thay đổi bản thân nếu bạn không nghe nhiều hơn so với nó. À, thì đây là những cái kỹ năng rất quan trọng của con người, cái C đầu tiên. Rồi các bạn cũng thấy là trong câu chuyện của Nguyễn Thành Trung á, thì Nguyễn Thành Trung không nói rằng AC Infinity là của Nguyễn Thành Trung, mà Nguyễn Thành Trung và cộng sự. À, như vậy nó sẽ liên quan tới một cái kỹ năng nữa, đó là cái collaboration skill. Rồi, kỹ năng làm hợp tác, cộng tác, làm việc với nhau. Làm cách nào mà bạn có được kỹ năng này khi bạn không bao giờ làm việc nhóm, khi giáo viên không có các hoạt động nhóm cho các em? Và trong kỹ năng làm việc nhóm thì các bạn cũng học được cách nói chuyện với các bạn khác, học được cách chia sẻ ý kiến với người khác, học được cách tranh luận một cách tích cực với những người xung quanh và chiều với mình, nhưng là ý kiến tốt đó ý kiến trọng đối với chúng ta trong bối cảnh ngày hôm nay. Các bạn lưu ý, trong bối cảnh hiện nay người ta nói rằng nếu mà bạn muốn đi nhanh á thì bạn đi một mình, còn nếu bạn muốn đi alone, if you want. Và cô mong muốn rằng trong lớp của thì các em học cách làm việc với nhau, và kinh nghiệm làm việc với các bạn sinh viên trong những năm gần đây cho thấy là các em sinh viên năm thứ nhất, lớp của chúng ta hầu hết là năm thứ nhất, nhưng có những lớp cô dạy cả năm thứ nhất và năm thứ hai, thì các bạn sinh viên năm thứ hai đánh giá rất cao các bạn sinh viên năm thứ nhất bởi sự sáng tạo trong thiết kế thuyết trình, rồi trong trình bày vấn đề, trong đưa ra ý tưởng sáng tạo. Và cô hy vọng rằng câu chuyện đó sẽ diễn ra trong lớp của chúng ta. Rồi, một người kỹ sư không thể không có một cái thứ người ta gọi là critical thinking skill. Cái kỹ năng tư duy phản biện. Đấy. Ồ, sao đường truyền mạng bị chậm mà? Cô cảm ơn anh Thư. Em nghe có rõ không? Cô thấy mạng nhà cô vẫn đầy đủ các cái đường. Em có nghe rõ cô nói nữa không? Nếu mạng bị chậm, các em có thể kiểm tra xem cái đường truyền của bên gia đình, bên nhà các em. À thế à. Rồi các em thử kiểm tra xem chứ cái đường mạng của nhà cô thấy không có vấn đề gì cả. À, rồi cô cũng qua ý kiến của các em thì cô cũng sẽ kiểm tra lại sau khi cô dạy xong cái này thì cô cũng sẽ kiểm tra lại. Nhưng hiện nay thì cô thấy mọi thứ về đường mạng thì cô các cái gọi là các cái chỉ số để thông báo cho cái đường mạng thì khá tốt, bởi vì nhà cô do hai vợ chồng cô đều là giảng viên, do đó nhà cô sẽ phải chuẩn bị một cái đường mạng đặc biệt tốt. Đồng thời cậu con trai cũng đang học online, do đó nhà cô cũng phải chuẩn bị một cái đường mạng để đảm bảo rất là tốt cho công việc. Rồi cô tự cảm ơn các em các ý kiến vừa rồi để cô có thể kiểm tra lại một lần nữa. Rồi, các em thấy là cái critical thinking skill này đóng vai trò rất là quan trọng. Kỹ năng tư duy phản biện. Rồi, kỹ năng tư duy phản biện, cô nghĩ rằng nó là một cái cụm từ rất quen thuộc, nhưng mà nếu không tìm hiểu thì cô với các em chúng ta cũng không biết nó là cái thứ gì. Kỹ năng tư duy phản biện đơn giản nhất là việc các em có biết đặt câu hỏi hay không. Các bạn có biết đặt câu hỏi cho một vấn đề và tìm cách trả lời câu hỏi cho một vấn đề hay không? Ngay sau khi kết thúc cái phần này, cô sẽ có một cái test rất là nhỏ là để xem là liệu các em có, khi đưa ra vấn đề như vậy, các em có biết cách đặt ngược trở lại chúng và tìm hiểu chúng hay không. Rồi, kỹ năng tư duy phản biện này được thể hiện ở chỗ là bạn có nhìn được cái vấn đề khái quát chúng hay không? Bạn có diễn đạt được chúng một cách mạch lạc rõ ràng hay không? Và bạn có nói được cái quan điểm khác nhau về một vấn đề hay không? Và các em lưu ý, tại Đại học West Point, một cái học viện quân nhân rất nổi tiếng của Mỹ để đào tạo ra các cái quân nhân tài giỏi, tài ba nhất trên thế giới, thì tất cả các quân nhân ở đó muốn tốt nghiệp được, anh đều phải trải qua một cái bài test, đó chính là anh phải có được cái critical thinking skill, phải có tư duy phản biện. Để từ đó, khi tham gia vào quá trình thực hiện công việc, họ biết đưa ra ý kiến khác so với ý kiến mà vị sếp đang có. Để vị sếp đó, cái người vị tướng đó
sẽ nhìn lại vấn đề trước khi đưa ra các quyết định mà có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người trên thế giới. Đó. Và đối với người kỹ sư, các bạn rằng làm cách nào để các bạn thay đổi, đổi mới và cải tiến được nếu các bạn không có critical thinking skill, các bạn không có cái tư duy phản biện để nhìn vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau, đó là tư duy hệ thống. Thì môn học này cô sẽ có nhiều các kỹ thuật, nhiều các cách thức khác nhau để rèn cho các em cái kỹ thuật, cái kỹ năng tư duy phản biện. Và thông qua các cái bài tập đó thì các em sẽ phát triển được. Cô lấy đơn giản như thế này. Hiện nay đang có 59 em đang ngồi trên màn hình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cả 59 em này sau khi tốt nghiệp các em đều, các em tuyển, bị được tuyển dụng vào đâu đó mà các em đều tuyển dụng thành công. Nhưng nếu các em có tư duy phản biện, các em sẽ gì ạ? Biết đâu đó nó là một cái cách thức để các bạn có thể vượt qua các vòng tuyển dụng. Ví dụ như này, khi tuyển dụng là người ta không hỏi các em là em học cái gì, rồi kết quả của em như thế nào không. Người ta chỉ đưa ra với các em một tình huống như thế này. Em có biết về cái sản phẩm của công ty tôi hay không? Có. Tôi đã tìm hiểu về sản phẩm của công ty anh và chị. Vậy, hãy cho tôi biết ba cái điểm ấn tượng nhất trong sản phẩm của công ty chúng tôi và một cái điểm nào đó mà anh hay chị muốn thay đổi. Đúng không ạ? Rồi, tôi muốn thay đổi về cái hình dạng của sản phẩm đó. Vậy, nếu muốn thay đổi về hình dạng của sản phẩm đó thì anh hay chị sẽ có những cái giải pháp nào để thay đổi? Cô lấy ví dụ như vậy thôi. Đó. Và các em thấy rằng là nếu các em không học về cái tư duy phản biện, các em không làm được câu chuyện này. Các em hết sức thụ động. Các em hết sức thụ động và các em sẽ không có được cái sự thực tế trong quá trình thực hiện công việc. Trong quá trình làm việc, cô sẽ có những cái cách thức để rèn luyện cái tư duy phản biện này cho các em. Và không thể thiếu được, đó chính là creative thinking skill. Rồi, làm cách nào mà các em thay đổi, đổi mới và sáng tạo được nếu các em không có tư duy sáng tạo? Và đặc biệt đối với người kỹ sư hiện nay trong bối cảnh mới thì nếu không có tư duy sáng tạo, chúng ta sẽ không thực hiện công việc trong góc nhìn của người kỹ sư được. Người kỹ sư khác so với những người lao động khác ở chỗ là các em biết kiến tạo công việc cho người khác làm. Các em biết kiến tạo hệ thống để người khác thực hiện công việc. Bây giờ cô làm một cái phép so sánh như thế này. Các em hãy về nhà và xem một cái bộ phim có tên gọi là Thời đại Tân Kỳ của một cái danh hài người Mỹ có tên gọi là Charles Chaplin. Đây là một cái chàng trai, cái diễn viên này đóng vai một cái chàng trai là một cái người công nhân trong một cái dây chuyền vận ốc từ sáng đến tối vào những năm 20 của thế kỷ thứ 20. Cả từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, anh ta chỉ làm mỗi công việc là vận ốc trong một dây chuyền sản xuất. Và anh ta làm hết ngày nọ đến ngày kia, anh ta làm giỏi đến cái mức độ là khi đi ra ngoài đường, chỗ nào anh ta nhìn thấy cái khuy tròn tròn á, là anh ta đều nghĩ rằng phải bạn mặc được. Thậm chí cái cô thư ký, cô mặc một cái chiếc đầm, và trên chiếc đầm đó nó có những cái nút khuy là anh ta phải dồn theo để vặn bằng được thì thôi. Đó, cô muốn nói, đó là người công nhân, những người mà làm theo một cái quy trình sản xuất, một cái quy trình nhất định. Thế còn người kỹ sư chúng ta không làm thế. Chúng ta là người kiến tạo nên sự thay đổi của các quy trình đó để hiệu suất công việc cao hơn. Và nếu các bạn không có tư duy sáng tạo, chúng ta không làm được chuyện đó. Đây được xem là bốn kỹ năng si của thời đại. Các bạn làm gì cũng không biết, nhưng chúng ta buộc phải có bốn kỹ năng này. Và một kỹ năng nữa, đó chính là problem solving skill. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Và thậm chí theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào năm 2015, nơi bắt đầu xuất hiện cụm từ có tên gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Davos của Thụy Sĩ, thì giám đốc của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông lần đầu tiên nói với thế giới rằng chúng ta đã chính thức bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này thì một trong số các kỹ năng để khiến con người làm việc thành công nhất, đó chính là kỹ năng giải quyết vấn đề. Nhưng giải quyết vấn đề ở đây là cái complex problem solving skill. Đó là kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp. Vậy cái kỹ năng này được đặc trưng bởi những thứ gì liên quan tới môn học của chúng ta? Kỹ năng này được đặc trưng, thứ nhất
là để có thể tạo ra một hệ thống buộc các bạn phải nhận diện được vấn đề, identify the problem. À, trong lĩnh vực kế toán của các em á, thì có những vấn đề gì mà các bạn cần phải thay đổi? Cô lấy một đơn giản hẳn một cái phần mềm kế toán MISA đang được áp dụng phổ biến. Nhưng mà phần mềm kế toán MISA dưới con mắt của em á, thì nó nên thay đổi cái thứ gì để người kế toán khi sử dụng chúng một cách hiệu quả hơn? Chính các em là người có ý tưởng cho sự thay đổi cái phần mềm kế toán MISA. Đấy chưa? Rồi, trong lĩnh vực về công nghệ thông tin, rồi chúng ta thấy rằng là khi đại dịch COVID xảy ra, chúng ta cùng một lúc có rất nhiều các cái app để phục vụ cho cái quá trình phòng chống và đại dịch. Tuy nhiên sau một thời gian thì người ta nhận thấy rằng quá nhiều app dẫn tới gì ạ? Sự khó xử cho người sử dụng. Vì vậy là cái người ta đã sử dụng cái tư duy hệ thống là người ta tích hợp chúng lại với nhau trở thành một cái app duy nhất thôi. Và các bạn cũng thấy rằng ngày hôm nay trước khi dạy các em thì cô có xem một cái chương trình phóng sự trên TV. Người ta nói rằng là sắp tới khi mà các bạn thực hiện bất kỳ một công việc gì đó, các bạn không cần phải mang giấy khai sinh. Các bạn cũng không, ví dụ những người có gia đình, các bạn cũng không cần phải mang cái giấy chứng nhận kết hôn. Tất cả chúng được tích hợp vào trong một cái app để phục vụ cho cái quá trình thực hiện công việc của con người. Như vậy, ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, họ đã nhận diện ra vấn đề cần thay đổi và cải tiến chúng. À, rồi, cái kỹ năng giải quyết vấn đề này không chỉ là cái việc các bạn nhận diện ra được vấn đề. Trong môn học này, cô sẽ khuyến khích các bạn phải nghĩ ra được giải pháp để giải quyết cái vấn đề mà các bạn nhận diện ra. Và sau đó thì có những bài tập các bạn phải thực hiện giải pháp để các bạn phát triển được cái kỹ năng giải quyết vấn đề. À, như vậy các em sẽ thấy rằng là các cái kỹ năng này sẽ được tích hợp vào môn học và không có cách nào khác là thông qua các nhiệm vụ học tập cho các em. Và do đó môn học này không có cái thi cuối kỳ và thi giữa kỳ. Môn học này chỉ là quá trình cô với các em làm việc cùng nhau thôi. À, và để có thể đạt được chuyện này thì các em sẽ cùng với cô học 4 cái nội dung. Nội dung thứ nhất là các em sẽ học về khoa học hệ thống. Nội dung của chương 1 hữu ích cho các em trong quá trình học tập và trong cuộc sống của chúng ta. À, khi mà cô đã hiểu được về hệ thống rồi ấy, thì cô sẽ không bao giờ đưa ra được những cái cách thức giải quyết vấn đề mà sau này cô bị hối tiếc. Bởi vì khi giải quyết vấn đề theo hệ thống á, thì cô nhìn cái vấn đề đó trong mối quan hệ nhiều chiều. À, cô lấy đơn giản như thế này thôi. À, trong cái gia đình nhà cô, trong cái cuộc sống mà khi cô đã có kiến thức về hệ thống thì cô nhìn vấn đề nó nhẹ hơn. Cô đã lấy đơn giản cái này. Vào cuối năm lớp 12, khi mà con trai của cô á, đang chuẩn bị thi đại học à, thì một cậu bạn tại vì các cậu này đang học chuyên toán của năng khiếu quốc gia, đó là một cậu bạn, là cậu này là cậu ấy hiện nay đang học công nghệ thông tin bên Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. À, cậu Hiếu, người Phú Yên, nhưng mà sau khi hết lớp 9 thì thi đỗ năng khiếu để vào học chuyên toán ở năng khiếu quốc gia, thì chơi rất thân với cậu con trai nhà cô. À, có gọi điện và nói rằng là cô ơi, bạn Nam bạn có bồ rồi, đúng không? À, cô giật thót cả mình, bởi vì hàng ngày thấy con mình rất bình thường, rất chịu khó học tập và đạt cái kết quả học tập rất tốt. À, học ở trường năng khiếu chuyên toán nhưng mà học 6 kỳ thì cả 6 kỳ là học sinh duy nhất đều đạt học bổng, mà học giỏi đến mức độ mà được thầy giáo còn tặng cho cái máy tính. Nghĩa là cô cũng không nghĩ là con mình lại có bồ. Đấy. Tuy nhiên thì sau khi mà cô giật thót mình như thế, tôi chết rồi, đang chuẩn bị thi đại học mà còn bồ bịch cái thứ gì. Thế sau đó thì mình mới không có nói gì cả. Và cô nhìn vấn đề rộng hơn, cô nhìn là à, thực ra con mình cũng phải có tuổi thanh xuân. À, con mình cũng phải có tuổi thanh xuân. Và nếu con mình có một cái tình yêu đẹp, nó cũng tốt cho con mình. Cô nghĩ đơn giản như vậy thôi. Sau đó khoảng 2 tuần sau bắt đầu cô mới nói chuyện với con. Và con có kể với cô rằng đó là cái bạn mà cũng học cùng trường, cùng lớp. Và cô chỉ nói với con mình rằng là mẹ không có ngăn cản, nhưng mẹ chỉ khuyến khích con là hãy vừa có cái tình bạn và tình yêu như vậy, nhưng các con không quên học tập. Và sau đó cô bé này cũng đỗ y khoa và cậu này cũng học y khoa. Và đến nay thì hai đứa ra trường như vậy. Và chúng nó vẫn là những cái người bạn và cái người gọi là bồ cùng nhau.
và cô thấy cuộc sống của con cô cũng không có gì thay đổi mà chúng mà con cô hạnh phúc hơn vì có bạn đồng hành cùng với con cô. Đó. Như vậy nhờ nhìn cái vấn đề ở góc độ là không chỉ là cái mong muốn của mình mà cấm đoán con, mà cô nhìn góc độ là cái nhu cầu của con, và cô đã có được cái cách thức giải quyết vấn đề theo kiểu hệ thống. Và đến nay giữa con cô với cô không bị xung đột, vẫn là những người bạn cùng nhau. Và cô thấy rằng mình đã không sai khi mình đã có những quyết định phù hợp tại thời điểm hết sức nóng bỏng trong cái sự phát triển của một cái đứa trẻ. Đó. Do đó là nếu các em học về hệ thống, các em sẽ nhìn chúng ở góc độ rộng hơn và các em sẽ không hối tiếc về cái quyết định của mình. Và đến giờ phút này thì cô không hối tiếc về cái quyết định là cô không có ngăn cản con mình có bạn gái. Mặc dù chưa bao giờ cô nghĩ rằng con mình có bạn gái. Đấy, cô chia sẻ rất chân tình với các em về cái câu chuyện này. À, để các em thấy rằng ngay trong cuộc sống hàng ngày thì hệ thống nó còn quan trọng như vậy, thì trong công việc của các em không thể thiếu được. Rồi, đến chương số 2, cô sẽ chia sẻ với các em về đối với người kỹ sư á, thì các em phải có cái tư duy. Đối với các bạn bên lĩnh vực kế toán á, là cái tư duy để giải quyết một vấn đề. Và cụ thể hơn trong lĩnh vực kỹ thuật là tư duy kỹ thuật. Trong chương 3 và kết thúc chương 2 này thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một sản phẩm cụ thể. Rồi trong chương 3 này thì các em sẽ đi vào các khía cạnh cụ thể của cách thức giải quyết vấn đề của tư duy hệ thống. Và chúng ta sẽ áp dụng cái chương 1, chương 2 và chương 3 cùng với các cái phương pháp tư duy sáng tạo của chương 4 để kết thúc quá trình học tập. Các bạn phải tạo ra được một cái ý tưởng mới và đề xuất được các cái giải pháp giải quyết vấn đề theo cách mới. Ở đây cô nói không có đúng hay sai, mà chỉ có là cái cách các em có thuyết phục được vấn đề hay không. Đã. Thì đây là các cái nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng thực hiện công việc. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em một ví dụ nữa trước khi chúng ta tìm hiểu. Cái ví dụ này đến từ Amazon. Đã. Các bạn thấy rằng là qua các bạn xem cái ví dụ này, các bạn thấy rằng tại sao Amazon lại là tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới, và tại sao ông chủ của Amazon ấy lại là người giàu nhất trên thế giới. Rồi, trước khi các bạn xem cái ví dụ này ạ, thì cô muốn đặt một câu hỏi với các em là khi mà các em đi siêu thị ấy, thì điều gì khiến các em không thấy thích thú nhất, hoặc điều gì khiến các em không hài lòng nhất? Nào, xin mời các em. Khi chúng ta đi siêu thị, điều gì khiến chúng ta không thích, hoặc điều gì khiến được chúng ta thấy không hài lòng nhất? À, cô xin mời các em. Rồi, anh Thư nói rằng dịch vụ kém. Cảm ơn anh Thư. Cô muốn các em chúng ta cùng trao đổi với cô bằng mic. Là điều gì anh Thư đã có một ý kiến. Các bạn khác, điều gì khiến em thấy không hài lòng? Từ khi các em bắt đầu bước vào siêu thị, tới quá trình các em mua hàng và tới quá trình các em thanh toán để đi về, em thấy có cái điều gì mà các em cảm thấy rồi hàng giả, hàng kém chất lượng, cảm ơn em. Và các bạn khác trong lớp, chúng ta còn thấy có cái thứ gì khiến cho chúng ta cảm thấy rồi cô xin mời Hoàng Oanh nào, sau đó đến Thiên Tử, rồi đến Lê Bà, Lê Hoàng Bá gì, Bá Thiên gì đó. Rồi cô mời Hoàng Anh nào. Hoàng Anh nào. À, nhà thưa cô, là cái điều mà em không thích nhất là khi mình bước vào một cái quầy hàng á, nó sẽ sắp xếp thì lộn xộn mà không theo một cái trình tự nữa, lại nó không có thu hút được ánh nhìn của mình đó. À, rồi cảm ơn em. Như vậy sự sắp xếp quầy kệ không thuận lợi cho việc mua hàng. Cô cảm ơn em. Rồi cô mời bạn Thiên Tử, sau đó đến bạn Bá Thành hay sao? Rồi cô mời Thiên Tử, điều gì khiến em ngoài của Hoàng Anh và các bạn đã em thấy điều gì nào? Dạ, em tên Thiên Tứ rồi. À, Thiên Tứ rồi em. Dạ, dạ. Dạ, là điều mà khiến em không hài lòng đó là lúc mà em thanh toán thì phải xếp hàng. Dạ. À, rồi khi em thanh toán em phải xếp hàng. Cô cảm ơn em. Rồi rồi bạn Bá gì đây này, Bá Thành gì? Dạ, Bá Thành. Em phải làm gì? Ừ, em. Dạ, em thì cũng có ý kiến giống bạn Thiên Tứ. À, rồi cảm ơn các em. Vậy khi mà có cô cũng có những cái sự không hài lòng như các em. Vậy trong trường hợp đó thì nếu là em có cái giải pháp gì cho vấn đề đó hay không? Thiên Tứ.
Nếu là em có cái giải pháp gì cho cái việc là chúng ta sẽ phải, chúng ta không hài lòng vì phải xếp hàng rồi hay không, ví dụ như vậy? Dạ, thưa cô, giải pháp của em là một là em thứ nhất là nếu lúc đó em không gặp thì em sẽ kiên trì để xếp hàng, tại vì mình không thể chen hàng được. Thứ hai là mình có thể ví dụ gần đó có cái kệ hàng nào đó thì mình có thể mua thêm, và khi hết thì mình, khi hết người thì mình sẽ vào. Thôi dạ. Cảm ơn em. Như vậy em đang nói về giải pháp ở góc độ của một cái người tiêu dùng. Bây giờ nếu em là cái người gì ạ, người chủ cái cửa hàng, cái siêu thị đó, thì em có cái giải pháp gì đó để khiến cho khách hàng không phải xếp hàng đợi lâu, hoặc là khách hàng không phải mất thời gian tìm kiếm món đồ của mình hay không? Trước hết là không phải đợi lâu để thanh toán. Có bạn nào có cái giải pháp gì cho cái câu chuyện này hay không? Rồi cô xin mời Thành Đạt nào. Dạ thưa cô, là em nghĩ nếu em là một người chủ thì em sẽ là mướn thêm những nhân viên thu tiền, tại vì em đi siêu thị lúc nào là nó cũng những cái quầy thu tiền nó còn trống rất nhiều, mà trong khi nhân viên thu tiền cũng chỉ vài hai ba người thôi. Rồi, cảm ơn Thành Đạt. Như vậy Thành Đạt đưa ra giải pháp là sẽ mướn thêm người để quầy thu ngân. Và khi mướn thêm người ở người quầy thu ngân, các bạn thấy rằng nó sẽ gia tăng, nó đội cái giá, gia tăng cái giá, tức là cái thanh toán lớn của nhà, của cái siêu thị đó, và nó sẽ thấy là cái việc thu lãi của họ sẽ bị giảm đi. Tuy nhiên đây cũng là một giải pháp. Có bạn nào có cái giải pháp nào đó hay không? Rồi cô xin mời Hoàng Oanh. Dạ thưa cô, là theo em thì ví dụ như là ở ngay cái chỗ quầy hàng thu ngân thì mình có thể tạo ra một cái trò chơi nho nhỏ nào đó, có thể là mang lại quà, đấy là một phần quà nho nhỏ cho cái người khách hàng. Thì trong cái việc lúc mà đứng chờ thì người ta có một cái hoạt động để mà người ta tham gia. Rồi, như vậy em tạo thêm những cái hoạt động để khiến cho người ta không có cảm giác phải chờ đợi. Cô cho rằng những giải pháp của các em đều là những cái giải pháp hoàn toàn chúng ta có thể áp dụng được. Nhưng trong cái tính khả thi của chúng và trong bối cảnh phát triển của công nghệ thì người ta lại xem một cái giải pháp khác. Rồi, cô xin mời bạn Hoàng An nào. Hoàng An đi. Dạ, áp dụng thưa cô. Có nhiều hình thức danh tính toán. Cô xin mời Hoàng An. Dạ, thưa cô, là em nghĩ là có thể tạo ra các quầy thanh toán bằng tự động, bằng thẻ luôn. Mình sẽ thanh toán. Rồi, cảm ơn Hoàng An rất là nhiều. Chúng ta sẽ tạo ra một cái quầy thanh toán tự động bằng thẻ, đúng không? Rồi, và cô đã thấy cái câu chuyện này trong cái thời gian được học tập và làm việc tại Manchester của Anh. Thì tất cả các cái siêu thị của họ đều có các cái bot mà bạn tự cân và tự thanh toán hoàn toàn bằng, bạn có thể thanh toán bằng mã QR. Cảm ơn Hữu Nam. Và tại Manchester như vậy thì bạn vào một cửa hàng, họ sẽ không thuê thêm người lao động và sẽ có các cái quầy hàng như vậy. Đó là thứ mà cô đã thấy tại Manchester. Bây giờ các bạn thử xem là Amazon họ giải quyết bài toán này như nào. Và cô đã thấy trong cách giải quyết của họ có các ý tưởng của các em. Đó, và các em thấy rằng cái tư duy của chúng ta cứ từ từ như vậy, các em sẽ thấy các em sẽ học cách gì ạ? Think differently. Đó, bây giờ cô mời các em, chúng ta sẽ cùng với cô có hai cái đoạn thứ nhất bằng tiếng Việt, đoạn thứ hai bằng tiếng Anh, để các bạn thử xem ba cái điều kiện mà cô phân tích với các bạn theo góc nhìn tư duy hệ thống để giải quyết vấn đề nó có ở đây hay không. Amazon Go, nơi khách hàng chỉ việc đến nhận đồ và đi. Nhưng để đổi lại sự tiện lợi này, họ cần cung cấp dữ liệu cá nhân cho Amazon theo một cách nhanh nhất có thể. Việc duy nhất tôi phải làm để bước vào không gian cửa hàng này đó là quẹt một QR. Đây là một code sẽ được link với tài khoản Amazon của khách hàng, và mỗi người sẽ có một code riêng, và code này cũng link với tài khoản ngân hàng của mỗi người. Amazon gọi code này là chìa khóa để khách hàng cảm giác như đang mở cửa vào nhà mình vậy. Nhưng thực chất từ đây mọi cử chỉ của khách bắt đầu nằm trong tầm ngắm của hàng trăm con mắt. Đó là những chiếc camera cảm biến được lắp trên trần nhà. Amazon không tiết lộ chi tiết về chức năng của các thiết bị này, nhưng giới hiểu biết về công nghệ cho rằng những chiếc camera đã theo dõi và thu thập thông tin từ hành vi của khách hàng. Từ đó, Amazon có thể dùng cho các mục đích phát triển trong tương lai, như là những sản phẩm, nhãn hiệu, cơ
hương vị nào thường xuyên được khách hàng lựa chọn, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng thì giá cả, giá trị dinh dưỡng dựa vào những mặt hàng được mua và bị trả lại. Thậm chí Amazon Go còn có thể đưa ra những phỏng đoán phức tạp hơn, như là việc khách hàng là người ăn chay hay là bị dị ứng với thực phẩm nào. Và bây giờ chúng ta sẽ thử xem là nếu mà tôi rút một mặt hàng ra khỏi kệ hàng thì điều gì sẽ xảy ra với cái code QR mà lúc tôi quẹt đi vào cửa. Đó, code này đã thay đổi. Theo tôi hiểu thì đây có nghĩa là một cái mặt hàng đã được bổ sung vào cái giỏ hàng của tôi. Code thay đổi kể cả khi khách hàng nhấc đồ lên, đặt đồ xuống hoặc bỏ đồ vào túi. Câu hỏi đặt ra lúc này là với khối lượng khách hàng lớn, các mắt camera theo dõi có bao giờ bị nhầm người hay là nhầm mặt hàng hay không? Tôi vừa thử đặt lại mặt hàng mà tôi đã định mua vào một cái kệ hàng không đúng của nó, bởi vì rất có thể trường hợp là khách hàng không nhớ là mình đã mua ở đâu. Và chúng ta hãy thử xem là điều gì sẽ xảy ra với mặt hàng này. Ồ, oh, anh tìm được rồi. So what if điều gì xảy ra nếu như ai đó đặt nhầm vị trí và người tiếp theo lại lấy nhầm luôn? Chắc chắn vẫn không thể bị tính tiền nhầm bởi hệ thống của chúng tôi theo dõi từng bước chân của anh chứ không phải chỉ sản phẩm. Như vậy là có thể hiểu tại Amazon Go không chỉ những thứ bất động như sản phẩm bị định vị mà những thứ di động như khách hàng cũng luôn bị ghi lại dữ liệu theo từng giây. Và dù bạn có dấu đồ ở đâu, những thu ngân nắp trên trần nhà vẫn nhìn thấy và tính tiền. Thật tuyệt vời. Mua sắm kiểu này thật lạ, nhưng là lạ tốt đấy. Tôi không có cảm giác gì là đang đi mua đồ cả vì không có thu ngân. Thậm chí tôi có thể lấy đồ, nhét vào túi rồi ra về. Và không hề gặp vấn đề gì. Vâng, không thích thì để lại đâu cũng được. Ngay cả khi người ta trả lại một món hàng, Amazon cũng lưu trữ lại dữ liệu. Để lần sau khi quay lại, cửa hàng sẽ có tư vấn riêng. Amazon gọi đây là chìa khóa. Đúng, chiếc chìa khóa mở ra kho dữ liệu cá nhân của mỗi khách hàng. Rồi, bây giờ các bạn sẽ thử xem là cái mua sắm này thật lạ, ý tưởng độc đáo nhá. Nhưng mà lạ mà lại tốt đó. Bây giờ các bạn thử xem là how does it work, nó sẽ làm việc như thế nào trước khi chúng ta sẽ nhìn ra được vấn đề. Bây giờ các bạn thử xem là how does it work, chúng nó làm việc như nào. Và công nghệ nào đã hỗ trợ cho quá trình thực hiện công việc? 4 years ago, we started to wonder what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go. What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Rồi, như vậy các bạn đã thấy rằng là trong lớp của chúng ta đã có một số các ý tưởng đâu đó nằm trong ý tưởng mà Amazon Go, một cái app rất là tuyệt vời, khiến cho chúng ta khi đi, chúng ta hãy hình dung rằng việc mua sắm trở nên thú vị như thế nào nếu chúng ta gì ạ, đi ngang qua một cửa hàng vào lấy một cái thứ gì đó và đi. Vì vậy chúng ta sẽ phải no lines, no checkout, no register, đúng không ạ? Và một cái việc thực hiện công việc của chúng ta gì ạ, sẽ trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Và trong cái câu chuyện này,
các bạn thấy rằng họ đã sử dụng rất nhiều các cái công nghệ khác nhau phục vụ cho cái quá trình. AI rất quen thuộc với chúng ta, họ sử dụng deep learning algorithm, cái thuật toán học sâu, họ sử dụng cả cái thứ gì nữa, họ sử dụng cái công nghệ cảm biến, cái sensor fusion không thể thiếu được để biến mọi thứ trở thành mọi thứ smart, rất là thông minh. Và như vậy các bạn thấy, nói tới một cái app thì chúng ta thấy bình thường chúng ta nhìn thấy là những vấn đề về kỹ thuật và công nghệ, nhưng trong câu chuyện này đó là những vấn đề gì ạ? Về hành vi của người tiêu dùng, những vấn đề về thói quen, những vấn đề về sở thích, những vấn đề về cái nhu cầu. Đó là gì? Đó là những thứ mà trong khoa học hệ thống người ta gọi là các phần tử hữu hình và những phần tử vô hình, những phần tử mà các bạn có thể không cầm nắm trực tiếp bằng tay, nhưng chúng lại đóng vai trò quan trọng để tạo nên một sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của con người. Học về tư duy hệ thống các bạn mới thấu hiểu được câu chuyện này, và cô sẽ chia sẻ với các em toàn bộ những cái câu chuyện này về mặt lý thuyết và ứng dụng của chúng trong cái quá trình thực hiện công việc. Rồi, trước khi kết thúc cái buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại tiếp theo cái công việc của chúng ta một chút xíu nữa. Là như vậy, với các cái nội dung như thế này thì các em sẽ thấy là toàn bộ cô đã đề cập trong cái chi tiết cái đề cương học phần. Toàn bộ cái đề cương mà cô cung cấp với các bạn ở trong trong lớp của chúng ta thì các em sẽ thấy rằng là các em sẽ xem chi tiết cái đề cương này để các em có thể có được cái tiến trình học tập cho toàn bộ cái quá trình học tập của chúng ta. Các em cứ xem tuần 1 thì như thế nào, tuần 2, tuần 3. Và như vậy trong buổi học ngày hôm nay, hiện nay cô đã thấy khoảng 60 bạn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là chỉ những em nào nghỉ học thì mới không được cô giới thiệu chi tiết về môn học. Còn tất cả nội dung chi tiết của môn học đã được cô giới thiệu và gửi tới các em cách đây hơn một tuần. Đấy, tuần 1, tuần 2 chúng ta làm gì? Em vui lòng xem thật kỹ cái này. Rồi, những cái phương pháp dạy học như cô đã đề cập ở phần trên á, là cô sẽ hướng dẫn các em bằng rất nhiều các phương pháp khác nhau, thảo luận theo nhóm, dạy học theo dự án, dạy học theo tình huống, và các em sẽ học tập tích cực và chủ động theo nhóm và cá nhân. Đấy, đây là những cái phương pháp dạy học chủ yếu. Sẽ không có cái chuyện mà cô cứ chỉ đứng và đọc slide cho các em. Cô không thích làm công việc đó, bởi vì khi cô đã tiếp cận với tư duy hệ thống thì cô nhận diện rằng cô buộc phải thay đổi và sáng tạo. Đã. Rồi, về đánh giá kết quả học tập, các em lưu ý nhá, là không có đánh giá, không có thi giữa kỳ và không có cuối kỳ. Các em sẽ đánh giá các em theo hướng là các em làm các bài tập ở trên lớp cùng nhau để phát triển 4C và 1P như cô đã phân tích với các em ở phần trên. Và kết thúc cuối kỳ thì các bạn sẽ làm một cái bài tập tiểu luận cá nhân. Ở tuần số 14 cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập tiểu luận cá nhân. Các em có tuần 14, 15 để các em hoàn thiện. Và tuần 15 thì các em trình bày cái kết quả của các em, cô sẽ góp ý. Với cái kết quả của các em là cái sự sáng tạo, cô sẽ góp ý, đóng vai trò phản biện. Sau đó các em sẽ về nhà điều chỉnh để đến tuần số 16 các em nộp cái bài tiểu luận này. Và tuần số 17 thì cô sẽ công bố điểm thi cho các em. Và như vậy chúng ta đã kết thúc toàn bộ quá trình học khi mà các em bắt tay vào thi các môn học khác. Thì đây là tiến trình học tập và đánh giá kết quả môn học này. Có rất nhiều tài liệu khác nhau các em có thể tham khảo. Đầu tiên là cái bài giảng cô gửi cho các em. Thứ nữa các em có thể đọc thêm các tài liệu. Ví dụ lý thuyết hệ thống và điều khiển học các em có thể đọc thêm. Đây là một cái quyển sách rất hữu ích đối với các em muốn hiểu về hệ thống. Ngoài ra các em cũng có thể đọc thêm các cái quyển sách của tác giả Phan Dũng về các quyển sách về tư duy hệ thống và tư duy sáng tạo để các em hiểu thêm. Ngoài ra thì cô cũng sử dụng rất nhiều các tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Việt khác để soạn cái bài giảng này và để dạy học. Tất nhiên nhiều nội dung trong cái quá trình dạy học có không có trong các tài liệu hoặc là không có trong cái quá trình mà cô thể hiện trên các slide, nó chỉ có trong tiến trình học tập mà thôi. Thì hy vọng rằng là phần giới thiệu của cô là đủ và rõ nghĩa đối với các em để các em có thể chuẩn bị cho một cái bài thực hiện công việc tuần sau và cân nhắc lựa chọn để 15 tuần học là có ý nghĩa. Trước khi kết thúc buổi học thì cô quay ngược trở lại chút xíu này. Cái phần cô đã giới thiệu với các em phần đầu là về cái trắc nghiệm phong cách học tập. Bây giờ về nhà các em hãy làm cái này cho cô và tuần sau thì cô sẽ giải đáp với các em. Sau khi các em làm xong thì các em gửi lên trang FHQX cho cô. Cô đã hướng dẫn các em cái cách gửi file là các em hãy đọc 16 câu hỏi này. Trong 16 câu hỏi sẽ có, mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án V, A, R và K và K. Và K. Các em sẽ lựa chọn cái phương án nào đó mà phù hợp với câu trả lời của em. Có thể một câu hỏi nhưng các em có nhiều đáp án, tùy em. Ví dụ tôi cần tìm đường đến một cửa hàng thì tôi sẽ là
sử dụng bản đồ. Đấy, có em chỉ cần sử dụng bản đồ thôi. Nhưng có em lại vừa sử dụng bản đồ, lại vừa tìm xem cửa hàng ở đâu. Thì các em cứ khoanh tròn vào. Sau khi các em khoanh tròn 16 câu hỏi, thì các em đếm xem cho cô là các em đã trả lời bao nhiêu câu V. Ví dụ hôm qua cô thấy có một bạn 2 này, rồi có bạn lại là chỗ này là 9 này, chỗ này là 2 này, chỗ này là 11. Sau đó thì các em phải lựa chọn cái tổng điểm nào cao nhất là chính là 11. Ví dụ như vậy. Đấy, như vậy cái kết quả của em là cái cách học của em là theo cái này, tức là cái kinesthetic learning. Cụ thể như thế nào thì tuần sau cô sẽ giải đáp với các em. Sau khi các em làm xong, các em gửi lên trên FHQ, cô sẽ tổng hợp và cùng chia sẻ với các em. Thì đây là toàn bộ cái nội dung mà cô đã giới thiệu với các em buổi ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã cùng tương tác và trao đổi cùng với cô trong buổi học đầu tiên. Và hy vọng rằng là phần giới thiệu của cô là rõ nghĩa đối với các em. Các em hãy hoàn thành cái bài tập nhập môn và hoàn thành cái bài tập phong cách học tập. Đã. Rồi, đó là toàn bộ các cái nội dung mà cô dành cho các em ngày hôm nay. Rồi, xin cảm ơn các em đã tham dự buổi học. Và nếu các em có bất kỳ câu hỏi gì liên quan tới môn học thì các em hãy viết thư cho cô. Cô sẽ trả lời các em. Đã. Và sau đây thì cô lại phải dạy một cái lớp ngay sau các em. Đó là cô xin phép các em. Chúng ta sẽ tạm dừng buổi học ngày hôm nay và hy vọng rằng tuần sau thì các em sẽ tham dự buổi học đầy đủ. Xin chào tất cả các em. Em chào cô. Cô chào Hoàng Anh, cô chào tất cả các em. Em chào cô ạ. Chào cô. Cô chào em. Cô chào. Cô chào Tuấn Dũng, Hữu Nhân, Duy Phát, chào tất cả các em.